Nguyên Tôn tập 119, Lữ Tiêu, tập 120, Mộc Liễu Thuyết Minh tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ánh mắt Trung Nguyên tràn đầy nóng bỏng ngắm nhìn đạo mẫu thể phong linh văn ở xa kia, sau một hồi lâu mới bình tĩnh lại, sau đó thần hồn Trung Nguyên phát ra một ba động mang ý xin phép với thần ma, dù sao mẫu thể phong linh văn được khắc dấu trên người thần ma, nếu như không có thần ma cho phép mà hắn dám tới gần thì chỉ sợ là ngay lập tức sẽ bị nghiền nát. Mẫu thể, khuôn đúc, khuôn mẫu. Tiếp nhận thỉnh cầu của Trung Nguyên, thần ma cũng không từ chối chỉ cần không chạm tới vấn đề nguyên tắc nó sẽ không cực tuyệt đây cũng chính là một trong những mệnh lệnh mà năm đó thương uyên để lại cho nó nói theo một ý nghĩa nào đó bất cứ ai là người tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp thì đều có thể khống chế nó ở một mức độ nào đó tuy nhiên chỉ vì bây giờ trung nguyên còn quá yếu ớt nên không thể làm được đến như vậy mà thôi được sự cho phép của thần ma trung nguyên vô cùng mừng rỡ vội vàng ngồi xếp bằng xuống lực lượng thần hồn tỏa ra dần dần đến gần thần ma càng đến gần chu nguyên mới càng cảm nhận được sự khủng bố của thần ma cho dù thần ma đã cố ý thu lại uy áp nhưng chỉ một chút xíu áp lực tỏa ra thôi cũng khiến cho thần hồn chu nguyên chập trùng kịch liệt phảng phất như muốn tiêu tan cũng may chu nguyên còn có thể chịu đựng được dần dần tiếp cận mẫu thể của phong linh văn thần hồn hắn xoay quanh mẫu thể cảm nhận loại khí tức ba động diệu kỳ phát ra từ nó loại ba động này khá tương tự với nguyên ngấn phong linh văn nhưng lại càng thêm mênh mông sâu xa lực lượng thần hồn chu nguyên liên tục cảm ngộ quen thuộc khí tức cùng quỹ tích vận chuyển của mẫu thể phong linh văn trải qua thời gian nửa nén hương mới quay trở về. Sau khi trở về, chu nguyên trầm tư một lát, rồi ngón tay vẽ lên hư không trước mặt, chỉ thấy có vô số nguyên ngấn tuôn ra. Theo thời gian dần trôi dần hình thành một đạo nguyên văn phức tạp khó hiểu, chính là nguyên văn mà hắn tốn mấy ngày đêm mới sáng tạo ra, nhưng còn thiếu đổ vật trung tâm. Thần hồn chu nguyên bắt đầu chập trùng, lực lượng thần hồn bắt đầu vẽ lại khí tức của mẫu thể phong linh văn. Lúc mới bắt đầu, quá trình vẽ lại liên tục gặp thất bại nhưng khi số lần thất bại ngày càng nhiều thì trung nguyên lại càng thêm thuần thục dù sao mẫu thể cũng ở ngay trước mặt hắn nếu có gì sai thì hắn có thể sửa ngay được cứ như vậy trải qua không biết bao lần thất bại đến một lần một đạo khí tức rất nhỏ được thần hồn vẽ nên xuất hiện trước mặt trung nguyên ngay khi sợi khí tức này vừa thành hình trung nguyên nhìn thấy mẫu thể phong linh văn trên thân thần ma hơi sáng lên một chút thành công rồi trung nguyên vô cùng vui mừng nhưng vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo cùng chăm chú tâm niệm điều khiển sợi khí tức nhỏ xíu trước mặt liền bay về phía đạo nguyên văn chưa hoàn chỉnh kia cuối cùng dung nhập vào vị trí trung tâm còn thiếu khuyết bắt đầu vận chuyển ông trong nháy mắt khi sợi khí tức bắt đầu vận chuyển đạo nguyên văn vốn âm u đầy tử khí kia đột nhiên bộc phát ra hào quang tựa như giống lại trung nguyên vận chuyển thần hồn thu nhỏ nguyên văn lại thành lớn chừng bàn tay sau đó nhanh chóng lấy ra một cái ngọc giàn trống không khắc đạo nguyên văn kia vào trên đó giờ khắc này nguyên văn kiểu mới do trung nguyên chế tạo đã ra lò cuối cùng cũng thành công trong mắt Trung Nguyên hiện lên vẻ kích động, thần hồn cuốn lấy ngọc giản, xuyên qua phong tầng, nhanh chóng quay về bản thể, thử xem hiệu quả thế nào. Trung Nguyên lật tìm trong túi càn khôn nửa ngày trời mới tìm thấy còn một viên quy nguyên bảo tệ còn sót lại trong túi, thế là sắc mặt hắn càng đen như đáy nổi, đã nghèo đến thế này rồi cơ à? Trung Nguyên lầm bầm một câu, sau đó tế đốt viên bảo tệ cuối cùng kia. Viên bảo tệ vừa bị đốt lên, lập tức có một luồng gió xoáy màu xanh lao xuống từ trên trời. Trung Nguyên nhanh chóng lấy ra viên ngọc giản kia, đập nát nó, chỉ thấy hào quang phun trào, một đạo nguyên văn xuất hiện trên lồng ngực, hóa thành một tấm lưới rất giống bộ ngấn văn, hình thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. nhỏ. Thiên linh cương phong bao phủ, cương phong như lưỡi đao xẹt qua thân thể. Chu Nguyên tĩnh tâm cảm ứng, từng sợi cương phong xẹt qua thân thể, thậm chí Chu Nguyên còn có thể cảm ứng được một chút nguyên ngắn ẩn chứa trong cương phong. Ngay khi những nguyên ngấn này tiếp xúc với thân thể, vòng xoáy trên lồng ngực lại xoay tròn, phát ra một loại ba động nào đó. Trong nháy mắt tiếp theo, Trung Nguyên cảm nhận được rõ ràng, là những cương phong lướt qua thân thể mình hơi dừng lại một chút mà những điểm sáng nguyên ngấn đi kia bay ra khỏi cương phong tựa như bầy chim én tự động bay về phía vòng xoáy nguyên văn kia sau một lúc lâu khi thiên linh cương phong đã tiêu tán chu nguyên mới mở mắt ra hiệu suất cao hơn 5 phần mười so với hấp thu theo kiểu thông thường chu nguyên không khỏi rung động phải biết dù là bộ ngấn văn thì cũng chỉ tăng hiệu suất hấp thu lên thêm 2 phần mười mà thôi nếu như nói số lượng nguyên ngấn ẩn chứa trong thiên linh cương phong là 10 phần nếu hấp thu theo kiểu thông thường thì chỉ hấp thu được 4 phần Sử dụng bộ ngấn văn thì có thể tăng hiệu suất hấp thu lên thành 6 phần, nhưng bây giờ nếu sử dụng đạo nguyên văn này của Trung Nguyên thì có thể hấp thu được tới 9 phần. Nếu quanh năm suốt tháng hấp thu với hiệu suất cao như vậy, vậy kết quả cuối cùng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiệu quả này khiến cho Trung Nguyên có chút kinh hãi. Đây chính là sự tranh lệch giữa bị động và chủ động sao. Lúc trước hắn cũng chỉ là suy đoán rằng nếu lấy khí tức của mẫu thể phong linh văn làm trung tâm thì hiệu quả hấp thu sẽ cao hơn, nhưng không ngờ là lại có thể cao tới như này. Sở dĩ có thể tạo ra hiệu quả cao như vậy cũng là vì mình vẽ nên khí tức của mẫu thể phong linh văn quá hoàn mỹ. Nhưng về sau nếu phải chế tạo với số lượng lớn thì khó có thể được như vậy nữa, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Trung Nguyên suy ngẫm, nếu hiệu quả của bộ ngấn văn là tăng lên 2 phần, vậy nguyên văn này của mình có hiệu quả tăng lên tới 4 phần là đã được rồi. Về phần hiệu quả 5 phần thì chỉ cung cấp cho một vài người đáng tín nhiệm như Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Liễu Tri Huyền. Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng thành công. Trung Nguyên thở phào như chút được gánh nặng. Sau đó hắn lại ngồi xếp bằng, thần hồn ly thể, bay qua phong tầng, tới chỗ thần ba. Hắn cần chế tác nhiều một chút sản phẩm để chuẩn bị cho ngày mai. Thế là, suốt nửa đêm hôm đó, Trung Nguyên đều không ngừng nghỉ vẽ ra khí tức mẫu thể Phong Linh Văn, sau đó chế tạo ra từng viên từng viên ngọc giản nguyên văn kiểu mới, khắc khí tức vào trong đó. Đợi đến lúc Chu Nguyên cảm giác đã đến sáng sớm ngày hôm sau, trước mặt hắn đã nổi lơ lửng hơn 200 viên ngọc giản. Thần hồn Chu Nguyên xòe bàn tay ra, nắm lấy một viên ngọc giản, sau khi kiểm tra một lúc, không khỏi nở một nụ cười hài lòng à mà còn chưa đặt tên cho sản phẩm đâu hay cứ gọi là phong mỗ văn đi phong đảo chỗ tiểu lâu nơi ở của diệp băng lăng diệp băng lăng ngồi đó gương mặt xinh đẹp này lại hết sức tiểu tụy mua đỏ hơi vành lên thể hiện tâm trạng bây giờ của nàng là cực kém ở bên cạnh ngoại trừ y thu thủy liễu trì huyền thì còn có mười mấy người khác sắc mặt ai nấy đều trầm thấp đây đều là những người ủng hộ của diệp băng lăng bản thân bọn họ cũng có vị trí không thấp trong phong các diệp băng lăng dai chán đôi mắt đẹp đảo qua căn phòng đột nhiên hỏi lê kiên đâu rồi nghe thấy cái tên này mấy người ở đây không khỏi biến sắc một lúc sau mới có người cố nén tức giận trả lời tên khốn kia đi đầu quân cho trần bắc phong rồi diệp băng lăng nghe vậy bàn tay nắm chặt lại con người lạnh như băng nhưng cuối cùng chỉ đành vỗ mạnh bàn không nói gì mặc cho ai cũng có thể thấy là lúc này diệp băng lăng đang cực kỳ tức giận bởi vì tên lê kiên này là một trong hai vị thống lĩnh từng ủng hộ diệp băng lăng tại trước cả lúc chu nguyên đi tới phong đảo nếu như những người khác vì bị bức bách mà lựa chọn trần bắc phong thì diệp băng lăng còn không đến nỗi tức giận như thế dù sao người ta cũng chẳng được lợi ích gì nếu còn ở lại nơi này thế nhưng lê kiên lại khác biệt bởi vì nếu như không có diệp băng lăng nàng thì hắn không thể leo lên vị trí thống lĩnh được nhưng mà điều mà diệp băng lăng không ngờ tới chính là kẻ đã từng chịu ân cực lớn của nàng này lại là kẻ đầu tiên phản bội nàng phải biết dù cho là người mới gia nhập như tiêu hoàng lý pháp lục minh nguyệt cũng chưa từng thể hiện ra ý muốn rời đi tên khốn phong ân phụ nghĩa có người căm hận nói y thu thủy nói khẽ chỉ sợ vị thống lĩnh lê kiên này đã sớm có ý muốn phản bộ ngấn văn chỉ là một cái cớ mà thôi những người khác nghe vậy thì càng thêm phẫn nộ ngay cả diệp băng lăng cũng không nhịn được giận đến mức nghiến răng nhưng cuối cùng diệp băng lăng cũng chỉ đành thở dài bây giờ nàng đã hết cách rồi bộ ngấn văn có sức ảnh hưởng quá lớn với các thành viên của bốn các bây giờ cũng chỉ còn cách chờ đến lúc diễn ra cuộc chiến tranh đoạt chức vị các chủ nàng phải cố gắng giành chiến thắng lên chức các chủ sau đó hạ lệnh cấm chỉ hành động độc quyền này của trần bắc phong thôi nhưng cũng đâu phải dễ mà đánh bại được Trần Bắc Phong đâu. Chu Nguyên đâu?" Diệp Băng Lăng hỏi. Y Thu Thủy cười khổ một tiếng, nói, hình như vẫn còn đang bế quan, chưa có động tĩnh gì. Nghe thấy vậy, mấy người khác liền khó chịu nói, vị phó các chủ Chu Nguyên này thật vô trách nhiệm, rõ ràng là hắn trêu chọc tên Vương Trần kia mới gây ra chuyện này, thế mà bây giờ lại trốn đi. Y Thu Thủy nghe vậy cũng không biết nói gì cho phải, bởi vì nhìn từ bên ngoài thì quả thật là chuyện này là do Chu Nguyên gây ra, bây giờ người ta oán trách cũng là chuyện đương nhiên diệp băng lăng thấy vậy thì khoát tay nói đừng nói mấy lời vô nghĩa này trung nguyên không phải là trốn đi mà là đang thử phá giải bí mật của bộ ngấn văn sau đó phòng chế nó những người khác nghe vậy thì hơi ngỡ ngàng sau đó cười khổ nói nếu có thể dễ dàng mà phục chế bộ ngấn văn như vậy thì hòa các làm gì còn mạnh mẽ như hôm nay vị phó các chủ chu nguyên này đúng là suy nghĩ viển vông diệp băng lăng cũng thở dài trong lòng thật ra từ đầu nàng cũng đặt chút hy vọng lên người chu nguyên nhưng qua nhiều ngày như vậy mà vẫn không có tin tức gì niềm hy vọng ấy càng lúc càng bé lại. Thôi được rồi, gần đây cứ mặc kệ tên Trần Bắc Phong kia tác oai tắc quái đi, đợi đến lúc cuộc chiến tranh ngôi vị các chủ diễn ra chúng ta lại dốc sức quyết thắng bại. Diệp Băng Lăng cố gắng tây tình, nói với mọi người. Đám người trầm mặc gật gật đầu. Két. Nhưng vào đúng lúc này, cửa phòng khách bị đẩy ra, một bóng người đi vào, cười nói, thế nhưng tính ta lại rất khó nhẫn nhịn, có thủ là phải báo ngay. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, không phải là Chu Nguyên vẫn bế quan mấy ngày đây sao? Diệp Băng Lăng lườm hắn một cái, tức giận nói cậu không nhịn được thì có thể làm gì đi cướp bộ ngấn văn về bán à trung nguyên ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh diệp băng lăng vươn vai một cái vẻ mặt xã rời mấy ngày này liên tục phân tích thử nghiệm khiến cho hắn mệt đến ngất ngư hắn tiện tay bưng lên một chén trà trên bàn uống ừng ực một ngụm chỉ là khi hắn vừa buông chén trà xuống đã thấy ở chỗ miệng chén còn có một vết son nhàn nhạt, nhạt lưu lại trung nguyên không khỏi ngần người ngừng đầu nhìn lên chỉ thấy đôi mắt diệp băng lăng đã trở nên lạnh lùng từ khi nào bàn tay đặt trên bàn bắt đầu tràn ngập sương lạnh hiển nhiên chén trà này là chén trà uống dở của diệp băng lăng chu nguyên cậu trốn đi đâu chơi vài hôm mà trông có vẻ nhàn nhã quá nhỉ diệp băng lăng cắn chặt sang ngà tay ngứa ngáy chỉ muốn đập cho cái tên trước mắt này một trận chu nguyên ngượng cùng cười một tiếng nói đừng nóng thế hắn ho nhẹ một tiếng nói mà lại ta đi cướp mấy cái bộ ngấn văn kia làm gì bây giờ có đưa ta ta cũng cảm thấy trứng mắt diệp băng lăng nghe vậy thì hơi giật mình sau đó mắng một câu khoác lác vừa thôi những người khác cũng không còn gì để nói cảm thấy tên này càng ngày càng không đứng đắn. Chu Nguyên thấy ánh mắt hoài nghi khắp phòng, cười cười, sau đó lấy ra một viên ngọc giản, để lên bàn, nói, đây là phong mẫu văn do ta sáng tạo ra, cũng có tác dụng để cao hiệu suất hấp thu nguyên ngấn. Hiệu quả thì cao hơn một chút so với bộ ngấn văn, bọn hắn là tăng lên hai phần, còn phong mẫu văn của ta có thể tăng lên bốn phần. Đùng! Thanh âm của Chu Nguyên vừa dứt, trong phòng lập tức liên tiếp vang lên mấy tiếng chén trà rơi vỡ, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Nguyên ngay cả diệp băng lăng cũng hơi há môi thơm vẻ mặt ngưng kết phong mẫu văn bốn phần bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim mấy giây sau mấy tiếng hô kinh ngạc vang lên tất cả mọi người đều vô cùng chấn động cậu cậu đừng có nói bừa diệp băng lăng cũng vô cùng chấn động nàng nhìn miếng ngọc giản trên bàn thật sự khó có thể tin những gì trung nguyên nói là thật trung nguyên mà có thể chỉ dùng mấy ngày mà đã sáng tạo ra một viên ngọc giản có thể hỗ trợ hấp thu nguyên ngấn là đã giỏi lắm rồi thế mà bây giờ hắn còn nói là viên ngọc giản này còn có hiệu quả gấp đôi so với bộ ngấn văn của hỏi các ai mà tin được chu nguyên huynh trong mấy ngày bế quan này có thật là huynh đã sáng chế ra nguyên văn có thể hấp thu nguyên ngấn hay không y thu thủy cũng không nhịn được hỏi nàng cũng lo lắng chu nguyên vì trấn an mọi người mà nói bừa như thế thì đúng là biến khéo thành vụng nhìn thấy những ánh mắt hoài nghi kia chu nguyên cũng rất bất đắc dĩ thế là hắn cũng chẳng muốn giải thích thêm búng tay một cái từng viên ngọc giản chứa nguyên văn bay về phía từng người trong phòng sau đó trung nguyên uể oải phát tay nói tự mình đi phong vực thử một chút liền biết dù sao cũng chẳng mất bao lâu diệp băng lăng bắt lấy viên ngọc giản bay tới cắn chặt răng nhìn chằm chằm trung nguyên cảnh cáo một câu chu nguyên nếu ta phát hiện cậu dám lừa phỉnh ta thì cậu chết chắc rồi đấy nói xong nàng vội vàng đứng dậy rời đi nàng muốn đích thân thử nghiệm một chút nếu không thì thật không thể tin tưởng trung nguyên được mà y thu thủy liễu chi huyền cùng mấy người khác cũng cầm ngọc giản vội vã xông ra ngoài thế là chỉ nháy mắt trong phòng đã trống không Trung Nguyên thấy thế thì không khỏi buồn bực, thế mà chẳng có ai tin hắn, ngay cả y thu thủy cũng chạy nhanh như vậy. Hắn lắc đầu, chỉ đành cầm lấy ấm trà, tự rót tự uống. Mà khi hắn sắp sửa uống xong một bình trà, thì từ bên ngoài lại truyền tới âm thanh xé gió, ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Băng Lăng cùng cả đám người kia vội vàng xông vào, trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Ánh mắt mọi người cùng dừng lại trên thân Chu Nguyên, ngay cả người kiêu ngạo như Diệp Băng Lăng thì giờ phút này ánh mắt cũng không khỏi gợn sóng. Hiệu quả thế nào? tốt hơn bộ ngấn văn chứ chu nguyên đặt chén trà xuống hỏi thử dù sao trước đó cũng chỉ mình chu nguyên thử qua hiệu quả của nguyên văn mới tất cả mọi người đều cuồng nhiệt gật đầu người tên tiêu hoàng kia càng vô cùng kích động nói so với phong mẫu văn của nguyên ca thì cái bộ ngấn văn kia chính là rác rưởi có phong mẫu văn về sau hiệu suất tu luyện của mọi người sẽ tăng lên thật nhiều chu nguyên cười khẽ nói đây là phong mẫu văn dùng để mua bán hiệu quả chỉ có 4 phần mười mà thôi về sau ta sẽ chế tạo cho mọi người một chút phong mẫu văn chuyên dụng Hiệu quả của loại này còn cao hơn một phần so với phong mẫu văn thông thường. Chu Nguyên hiểu, người mà đến giờ còn chịu ở lại nơi này thì đều là người đáng tin, cho nên hắn cũng nguyện ý chia sẻ một chút đặc quyền cho bọn họ. Mà vừa nghe thấy lời này của Chu Nguyên, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên đã cuồng nhiệt đến mức gần như sùng bái, có thể tăng hiệu quả lên năm phần, đây là nguyên văn gì thế? Quả thực là ưu việt bỏ xa bộ ngấn văn mấy con phố. Diệp Băng lăng đi đến ngồi bên cạnh Chu Nguyên, ánh mắt hơi hoảng hốt, nhưng cuối cùng vẫn nhìn Chu Nguyên cắn cắn môi, nói, Chu Nguyên cậu lợi hại quá. Dù cho người kiêu ngạo như Diệp Băng Lăng cũng không khỏi chịu phục. Chu Nguyên cười một tiếng, chợt đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Mọi người, lan truyền tin tức này ra đi, chứ để bọn người kia vui vẻ lâu như vậy, cũng đã đến lúc khiến bọn chúng phải khóc rồi. Phong đào, trước một tòa lầu nhỏ, dòng người tới lui không ngừng, rất thành hàng dài, rất là náo nhiệt. Trần Bắc Phong đứng trên lầu 2, cười tùm tìm nhìn cảnh tượng ồn ào phía dưới, trong lòng cũng không nhịn được tán thưởng độ hấp dẫn quá mạnh của bộ ngấn văn có lẽ bây giờ thì tám chín phần mười số người phong các là đang hội tụ ở đây lê kiên người quả là người thức thời trần bắc phong quay đầu nhìn về phía một người thanh niên sau lưng cười nhạt nói tên thanh niên này có sắc mặt nhợt nhạt mũi sâu sáng vẻ thâm trầm nghe thấy lời nói của trần bắc phong tên này lập tức lộ ra nét tươi cười khiêm tốn nói chim khôn phải biết chọn cây mà đậu chẳng bao lâu nữa toàn bộ phong các đều sẽ được quản lý dưới tay các chủ mà ta cũng chỉ là đến sớm ra mắt ngài mà thôi ngụ ý là đã xác định chắc chắn rằng trần bắc phong là các chủ tương lai của phong các trần bắc phong cười ha hả chỉ chỉ tay vào lê kiên nói người biết nói chuyện đấy lê kiên nói phó các chủ diệp băng lăng vốn không phải là đối thủ của ngài ngày thường ta cũng khuyên bảo nàng ấy rất nhiều chỉ tiếc nàng quá quật cường trần bắc phong mỉm cười nói không cần gấp nàng ta là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ánh mắt hắn lại chuyển hướng dòng người thật dài ở phía dưới nói với vẻ ngạo nghễ bây giờ lòng người của phong các đều nằm trong tay ta mặc kệ bọn hắn làm thế nào cũng không thoát khỏi tay ta lê kiên cũng gật đầu đồng ý chỉ cần trần bắc phong còn cầm quyền phần phối bộ ngấn văn trong tay thì hắn còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bởi vì bộ ngấn văn quá có sức hấp dẫn đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà lê kiên hắn quyết định từ bỏ diệp băng lăng đầu quân cho trần bắc phong thật ra nói cho cùng cũng là do tên phó các chủ mới tới kia giở trò chứ nếu không thì phó các chủ diệp băng lăng không đến nỗi đối trọi gai gắt với ngài đến mức như vậy lê kiên nói ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét từ khi trung nguyên đến phong các diệp băng lăng liền trở nên cực kỳ tín nhiệm hắn điều này khiến cho lê kiên rất khó chịu trước đó trung nguyên đắc tội với trần bắc phong và vương trần hắn cũng khuyên diệp băng lăng không nên xen vào nhưng nàng lại không chịu nghe ngược lại càng cố sức bảo vệ trung nguyên hành vi lỗ mãng này của diệp băng lăng cũng là một trong những nguyên nhân mà lê kiên phản bội đương nhiên là vì thật sự không hợp ý kiến hay là vì ghen ghét đố kỵ thì chỉ có mình lê kiên hiểu rõ nhắc tới chu nguyên ánh mắt của trần bắc phong cũng càng thêm lạnh lùng thản nhiên nói yên tâm đi chỉ là một con châu chấu mà thôi chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu cảm giác được ý lạnh trong câu nói của trần bắc phong lê kiên cũng nở nụ cười hắn rất vui khi nhìn thấy vị phó các chủ kia không gặp may ngay lúc hai người còn đang nói chuyện bỗng nhiên phía cuối của hàng người thật dài kia xuất hiện ồn ào ngay sau đó có một số người trần chờ một lúc liền rời đi trần bắc phong thấy vậy nhíu mày gọi kim đằng tới hỏi xảy ra chuyện gì vậy kim đằng còn chưa kịp nói chuyện dòng người phía dưới đã vang lên mấy tiếng hô kinh ngạc nghe nói phó các chủ chu nguyên cũng tự chế được một loại nguyên văn cũng có tác dụng hấp thu nguyên ngấn của phong linh văn hơn nữa có thể tăng hiệu suất hấp thụ lên thêm bốn phần mười bốn phần làm sao có thể đây chẳng phải là gấp đôi bộ ngấn văn à nói láo rồi chỉ nhiều năm như vậy rồi còn chưa có ai có thể phục chế được bộ ngấn văn chứ đừng nói chi là tạo ra nguyên văn có hiệu quả cao hơn nó không biết nhưng nghe nói giá cả cũng ngang bằng bộ ngấn văn hiện tại nghe nói hai vị phó các chủ chu nguyên và diệp băng lăng đang cho người bày bán ở chỗ phong hồ thấy bảo số lượng còn lại cũng không nhiều đâu. Thật hay giả đấy? Đi thử xem liền biết. Khi tiếng bàn luận xôn xao càng ngày càng vang, số người phong cách đang xếp hàng mua sắm bộ ngấn văn ở đây lựa chọn rời đi càng nhiều, rất nhanh, số người còn ở lại chỉ còn chưa đầy một nửa lúc đầu. Trên lầu 2, Trần Bắc Phong trầm mặt nhìn hướng mấy người rời đi, châm chọc nói, cái tên Chu Nguyên kia đang làm gì thế, cho là lừa được người đến đó thì có thể giải quyết được vấn đề à. Đối với những thông tin vừa truyền tới, Trần Bắc Phong chẳng thèm tin lấy một chữ nào tự sáng tạo nguyên văn, hiệu quả còn cao hơn gấp đôi so với bộ ngấn văn. Lừa trẻ con đấy à? Có thể nói bộ ngấn văn là nguyên nhân chủ yếu nhất giúp hỏa các càng phát triển càng lớn mạnh trong mấy năm gần đây. Nhờ vào bộ ngấn văn, có thể nói hỏa các đã kiếm lời không biết bao nhiêu là bảo tệ của ba các khác, khiến cho ba các khác hầm mộ mà chẳng làm được gì. Trong mấy năm qua chẳng lẽ không có người nghĩ tới việc phá giải thậm chí là sáng tạo ra nguyên văn cùng tác dụng nhiều bộ ngấn văn à? Có, có nhiều là đằng khác, nhưng cuối cùng có người thành công không? Không một người nào thành công. Mà bây giờ, chỉ là một tên phó các chủ mới tới mà dám tuyên bố hắn tự chế được một đạo nguyên văn có hiệu quả tốt gấp đôi so với bộ ngân văn. Lừa trẻ con à? Mấy người phía dưới đều là ngu xuẩn sao, ngay cả lời này mà cũng tin. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, người phía dưới rời đi càng ngày càng nhiều, thế là cơn giận trong lòng Trần Bắc Phong càng ngày càng bùng cháy, đá chân đá vỡ nát bàn gỗ trước mặt, có lẽ ngay cả hắn đều không phát hiện được, hắn như vậy là vì đang lo sợ, lo sợ một khả năng mà hắn không dám tin tưởng kia. Phó các chủ có cần đi xem tên chu nguyên kia đang dở trò gì hay không ánh mắt kim đằng tràn đầy vẻ kinh hãi nhỏ giọng nói lê kiên cũng gật đầu nói hiển nhiên là tên chu nguyên kia đang lừa dối mọi người khả năng mà hắn chế tạo ra được nguyên văn còn tốt hơn bộ ngấn văn là con số không ánh mắt trần bắc phong tràn đầy lạnh lẽo hắn vung tay áo lên nói đi thôi xem một chút xem nếu tên tiểu tử này dám tung tin đồn nhảm thì hôm nay ta phải trừng trị hắn một phen vừa dứt lời thân ảnh hắn đã phóng lên tận trời kim đằng lê kiên ở đằng sau cũng vội vã đuổi theo chỗ trung tâm của phong đảo là một hồ nước trong suốt như gương xung quanh hồ là vô số các sân huấn luyện mà lúc này trên một quảng trường gần hồ tiếng người huyên náo ở phía xa còn thỉnh thoảng có bóng người chạy tới mục tiêu của những người này đều là chỗ trung tâm quảng trường ở nơi đó có một cái lều nhỏ mấy người chu nguyên diệp băng lăng đang đứng trước lều nhỏ trước mặt là một cái bệ đá trên đó có trưng bày từng viên ngọc giản nguyên văn chính là phong mỗ văn xung quanh lều nhỏ đã vây quanh đông nghịt người tuy nhiên ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ ngờ vực nhìn những viên ngọc giản kia tạm thời vẫn chưa có người nào tiến lên thưa mọi người nguyên văn mà ta vừa sáng tạo ra này có tên là phong mẫu văn lúc trước ta cũng đã trình bày tác dụng của nó là giúp cho người trong phong vực có thể tăng hiệu suất hấp thu nguyên ngấn phong linh văn lên tới 4 phần mười đặc biệt là giá cả của nó chỉ ngang bằng với bộ ngấn văn mà thôi chu nguyên nhìn xung quanh cất giọng nói xung quanh lập tức trở nên ồn ào tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc nhưng nhiều hơn là hoài nghi dù sao hiệu quả mà chu nguyên giới thiệu quá to lớn là gấp đôi so với bộ ngấn văn. Hừ, ăn à nói vớ vẩn. Một tiếng người lạnh vang lên, mấy luồng quang ảnh sáng xuống, người đi đầu chính là Trần Bắc Phong. Ánh mắt Trần Bắc Phong tràn đầy lãnh lão nhìn Chu Nguyên và Diệp Băng Lăng, nói, trong suốt những năm gần đây, bộ ngấn văn vẫn luôn là sản phẩm duy nhất có khả năng tăng hiệu suất hấp thu nguyên ngấn. Đã từng có nhiều người muốn nghiên cứu chế tạo ra nguyên văn có tác dụng tương tự như nó, nhưng trong suốt một thời gian dài lại chưa ai có thể thành công. Thế mà không biết phó các chủ Chu Nguyên sáng lập phong mẫu văn này trong thời gian bao lâu. Chu Nguyên cười nhạt nói, khoảng chừng bốn, năm ngày thì phải. Trần Bắc Phong ngửa mặt lên trời cười to, nói, bốn năm ngày mà đòi sáng chế ra được nguyên văn còn cao cấp hơn bộ ngấn văn, sợ là ngươi vội đến mức mất trí rồi à. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ càng nặng. Bọn họ đều biết, trong những năm này có không biết bao nhiêu thiên kiêu tinh thông nguyên văn mang ý đồ phá giải bí mật của bộ ngấn văn, nhưng cuối cùng lại đều thất bại. Bộ ngấn văn vẫn cứ sừng sững đến nay, trở thành cây dụng tiền của hòa các. Nhưng bây giờ Chu Nguyên lại nói hắn chỉ dùng 4, 5 ngày liền sáng chế được một nguyên văn còn mạnh hơn bộ Ngắn văn, đúng là khó có thể tin. Mọi người, chắc hẳn là do mấy ngày nay phó các chủ Chu Nguyên lo lắng bồn chồn, không còn cách nào khác, thế nên chỉ còn có cách như vậy, nhưng xin mọi người yên tâm, nếu ai bị hắn lừa gạt thì cứ việc đứng ra tố cáo, Trần Bắc Phong ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn." Trần Bắc Phong ra vẻ đại nghĩa, quát lên. Chung quanh lập tức vang lên vô số tiếng khen hay, làm cho Trần Bắc Phong cảm giác bản thân mình càng thêm cao thượng trung nguyên cảm thấy có chút buồn nôn khi phải chứng kiến biểu diễn của trần bắc phong cũng không muốn nói nhảm chỉ lười biếng nói lúc trước đã có một số người được cầm phong mẫu văn đi phong vực để thử nghiệm miễn phí chắc hẳn rất nhanh là bọn họ có thể mang kết quả trở về trung nguyên cũng nhiều thời gian mình sáng chế ra phong mẫu văn ngắn tới mức khó tin thế nên hắn cũng không trách người khác bây giờ có nói gì thì cũng vô dụng chờ thêm một lát dùng sự thực để chứng minh là được trần bắc phong cho mày loại thái độ này của trung nguyên khiến cho hắn có chút lo sợ hắn cắn răng một cái chuyển mắt nhìn diệp băng lăng từ đầu vẫn chưa nói gì nói diệp phó các chủ ngươi cũng là người dày dạn trầm ổn sao lại đi theo tên tiểu tử này làm trò thế này nhưng mà diệp băng lăng vẫn không để ý tới trần bắc phong ánh mắt như sương lạnh chỉ nhìn chằm chằm lê kiên đang đứng cạnh hắn lê kiên đối mặt với ánh mặt lạnh lẽo của diệp băng lăng sắc mặt có chút mất tự nhiên hắn vội vàng nhìn thoáng qua chu nguyên nói bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các phim diệp phó các chủ tinh thần vị phó các chủ chu nguyên này đã không được bình thường rồi ngài đừng chiều theo hắn làm loạn nữa, miễn cho bị liên lụy. Diệp băng lăng nghe vậy, ánh mắt nhìn Lê Kiên càng thêm chán ghét. Ánh mắt này của nàng khiến cho Lê Kiên càng thêm khó chịu, hắn hơi cúi thấp đầu xuống, trong mắt lóe lên sự căm hận. Hừ, đồ đàn bà ngu xuẩn, đợi đến lúc lời nói dối của các ngươi bị vạch trần, để xem các ngươi còn mặt mũi tranh vị trí các chủ nữa không. Vốt, vốt. Mà vào lúc này, từ trên bầu trời xuất hiện mấy tiếng xé gió, sau đó mọi người nhìn thấy mười mấy bóng người bay xuống. Sắc mặt mấy người này khá kỳ lạ, Đỏ phừng phừng, ánh mắt có chút hoảng hốt, thở phì phà phì phò, tựa hồ bị sự việc gì đó gây sốc. Bọn họ chính là nhóm người cầm phong mẫu văn miễn phí đi phong vực thử nghiệm mà Chu Nguyên nhắc tới. Những người khác nhìn thấy thần sắc mấy người này lạ kỳ như vậy, lông mày không khỏi nhíu lại, chẳng lẽ đúng là mình bị Chu Nguyên diệp băng lăng đùa bỡn rồi? Trần Bắc Phong thì mừng rỡ, tươi tỉnh nói với mấy người vừa trở về, mọi người bị lừa rồi chứ gì, yên tâm, không cần phải sợ, có ta ở chỗ này, bọn hắn không dám làm gì mọi người, cứ việc nói ra nhưng mà những người kia lại chẳng thèm để ý tới trần bắc phong sau khi thở hổn hển vài hơi mấy người không hẹn mà cùng quát ầm lên phòng mẫu văn vô địch đúng là hiệu quả bốn phần không giả chút nào bộ ngấn văn không thể sánh bằng móa kim thiên tường ta còn chưa phục ai hôm nay chỉ phục phó các chủ chu nguyên khi âm thanh gào thét của mấy người vang lên âm thanh ồn ào trên quảng trường lập tức im mặt lại mà nét tươi cười trên mặt trần bắc phong cũng cứng ngắc lại tim hắn như dừng lại làm cho khắp cả người hắn phát lạnh như rơi xuống vực sâu yên tĩnh kéo dài trên khắp quảng trường, nhưng trong lòng mọi người lại ngập tràn sóng gió. Mỗi người đều không biết nên biểu hiện thế nào mới diễn tả hết cảm giác chấn động của nội tâm mình lúc này. Chẳng lẽ vị phó các chủ chu nguyên này thật sự chế tạo ra được nguyên hơn ưu việt hơn bộ ngắn văn ư? Nhìn xem hơn 10 người đi thử nghiệm trở về, ánh mắt ai nấy đều nhìn chu nguyên với vẻ cuồng nhiệt kia, trái tim của tất cả thành viên phong các đều cuồng loạn. Nếu như đây là sự thực, vậy chỉ sợ toàn bộ bốn các đều sẽ lật trời. Lúc này, Trần Bắc Phong cũng dần tỉnh táo lại, mượn đắng lưỡi khô, cuối cùng gượng cười, khàn giọng nói những người này đều là người do ngươi mời tới diễn kịch à hắn vẫn còn sự lấy ảo tưởng cuối cùng nhưng lần này lại không có ai lên tiếng ủng hộ trần bắc phong bởi vì rất nhiều người đều biết trong số mười mấy người này có vài người là thuộc phe trung lập với tính cách như của bọn họ thì sẽ không cần phải đi theo trung nguyên lừa gạt mọi người dù sao rất dễ để kiểm chứng đúng sai trung nguyên cũng không thèm để ý tới hắn chỉ nhìn bốn phía và nói giá bán một cái phong mẫu và là một viên rưỡi quy nguyên bảo tệ bởi vì thời gian có hạn nên lần này ta chỉ chế tạo được có hai trăm cái thế nên nếu có người muốn mua thì chỉ được mua tối đa là hai cái. Cũng bởi vì số lượng có hạn, lần này chúng ta chỉ bán cho một số người vẫn luôn ủng hộ hoặc người có lập trường trung lập, về phần người của phe phó các chủ Trần Bắc Phong thì để sau hãy tính. Mặt khác, đợi đến về sau khi sản lượng nâng cao, chúng ta sẽ có ưu đãi dành cho các bạn bè cũ. Âm thanh của Chu Nguyên vừa dứt, sắc mặt của Trần Bắc Phong liền trở nên cực kỳ khó coi, Chu Nguyên đang trắng trợn nhằm vào bọn hắn. Mấy người ủng hộ Trần Bắc Phong nghe vây, sắc mặt biến đổi, lúc trước bọn hắn còn chế diễu chu nguyên lần này là chật vật rồi không ngờ tới bây giờ bản thân họ cũng rơi vào kết cuộc như vậy bắt đầu bán đi chu nguyên phủi tay oanh sau một khắc đám người lập tức ồn ào lên dòng người đen nghịt lập tức nhào tới nhìn dòng người đã sắp trở nên điên cuồng kia chu nguyên cùng diệp băng lang cùng lùi lại phía sau mà y thu thủy thì dẫn theo một vài thành viên đón tiếp lấy ổn định trật tự ánh mắt chu nguyên nhìn xuyên qua đám người nhìn về phía trần bắc phong lúc này kẻ này cũng đang trầm mặt nhìn hắn nhưng chu nguyên cũng chẳng hề sợ hãi đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, nhạt hết thầy đều do ngươi tự dứt lấy thôi chỉ qua mấy phút ngắn ngủi thì 200 cái phong mẫu văn đã bị mua sạch càng nhiều người không mua được thì đều tràn đầy thất vọng tuy nhiên về sau chu nguyên hứa hẹn là ngày mai sẽ có càng nhiều phong mẫu văn thì đám người mới vui mừng dần tàn đi trên gương mặt xinh đẹp của y thu thủy tràn đầy mừng rỡ chỉ qua vài phút mà bọn họ đã thu được 100 viên quy nguyên bảo tệ chu nguyên thì bình tĩnh hơn nhiều bởi vì hắn hiểu đây mới chỉ là ngày đầu mà thôi mà một khi phong mẫu văn bị truyền đi, nó sẽ triệt để đánh bại bộ ngấn văn, chỉ sợ về sau bộ ngấn văn sẽ khó có thể bán được. Hơn nữa, sau khi có kinh nghiệm chế tạo phong mẫu văn, Trung Nguyên có thể dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu chế tạo hòa mẫu văn, lâm mẫu văn, sơn mẫu văn. Đến lúc đó, trong toàn bộ bốn các sẽ không còn thị trường cho bộ ngấn văn. Đương nhiên, việc gì thì cũng phải thực hiện từng bước, Trung Nguyên cũng không dự định tạo ra toàn bộ ba loại văn khác ở thời điểm bây giờ, ít nhất cũng phải chờ đến lúc hắn lên làm các chủ của phong cách thì mới tính tới chuyện này khi đám người dần tàn đi trần bắc phong lại dẫn người tới ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm trung nguyên nói chu nguyên không thể phủ nhận ngươi là một thiên tài tuy nhiên chỉ sợ sáng chế ra phong mẫu văn sẽ khiến cho ngươi gặp phải phiền phức cực lớn hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng có hối hận trần bắc phong gằn từng chữ sau đó quanh người rời đi chỉ là điệu bộ lúc rời đi trông có vẻ chật vật chu nguyên bình tĩnh nhìn đám người trần bắc phong rời đi đương nhiên là hắn cũng hiểu phiền phức mà trần bắc phong nói tới chính là đến từ hòa các bởi vì phong mẫu văn xuất hiện sẽ cướp đoạt thị trường của bộ ngấn văn cũng hy vọng là đám người hỏa các kia đừng làm ra chuyện ngu xuẩn gì chứ nếu không làm chu nguyên phát bực lên đến lúc hắn tung hẳn ba mẫu văn khác ra thị trường thì bộ ngấn văn thật sự phải rời khỏi bốn các rồi khi sự kiện về phong mẫu văn lan truyền ngày càng xa càng ngày càng có nhiều người chia sẻ tác dụng thần kỳ của nó với bạn bè thì toàn bộ phong các đều chấn động tất cả mọi người đều vô cùng kích động đi đâu cũng nghe thấy người ta nói về chủ đề phong mẫu văn hiệu quả tăng lên tới bốn phần khiến cho vô số người rung động đến câm nín nếu như không phải đã có vô số người thử nghiệm và chứng minh hiệu quả thì chỉ sợ là không ai có thể tin nổi. Hiệu quả ấy có ý nghĩa gì? Có nghĩa là có thể khiến cho người tu luyện bớt được một nửa thời gian để có thể ngưng tụ ra phong linh văn. Mà trong bốn các, thời gian luôn là quan trọng nhất. Chính bởi vì thời gian hạn chế 3 năm khiến cho ai cũng muốn giành giật từng giây tu luyện, mà bây giờ có thể rút ngắn thời gian hao phí lại còn một nửa, vậy thời gian tiết kiệm được sẽ mang tới lợi ích lớn đến nhường nào. Rất nhiều người chưa mua được phong mẫu văn, lại thấy mấy người được sử dụng rồi hưng phấn đến mức khoa tài múa chân kể về công dụng kỳ diệu của nó thế là không khỏi hâm mộ ghen ghét đồng thời cũng quyết tâm ngày mai phải mua cho bằng được phong mẫu văn nếu không cứ để tình trạng này kéo dài người không sử dụng phong mẫu văn sẽ bị những người sử dụng bỏ xa thế là danh tiếng của phong mẫu văn càng ngày càng vang dội cuối cùng vượt ra khỏi phạm vi phong các chuyển tới ba các khác khiến cho các nơi này cũng đều xôn xao rung động đặc biệt là trong hỏa các rất nhiều thành viên hỏa các đều vô cùng lo lắng bởi vì nếu quả thật là phong mẫu văn có hiệu quả kinh người như vậy thì chỉ sợ là về sau bộ ngấn văn của bọn họ sẽ chẳng thể tiêu thụ được ở trong phong các. Điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn cho nguồn thu nhập của hòa các. Trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì càng ngày càng thuần thục, thế nên số lượng phong mẫu văn mà Chu Nguyên chế tác được đã đạt tới con số gần ngàn. Nhưng dù vậy, đến sáng ngày hôm sau vừa bày bán chưa được bao lâu thì toàn bộ gần ngàn cái phong mẫu văn đã bị đoạt mua hết, độ nóng này kinh người. Mà trong khi phong mẫu văn trở thành hàng hot trong phong các, thì lượng tiêu thụ của bộ ngấn văn lại rớt xuống ngàn trượng thậm chí về sau rất nhiều người thà là chờ xếp hàng lâu mua phong mẫu văn còn hơn là lại đến mua sắm bộ ngấn văn khi tin tức này truyền tới hỏa các thì đã khiến cho tầng lớn quản lý của hỏa các không khỏi chấn động hỏa đảo cả hòn đảo nhỏ đều toàn là màu hồng đỏ trong đảo chứa đầy viêm thạch tỏa ra nhiệt độ nóng bóng làm cho không khí ở đây luôn luôn cao hơn bên ngoài lúc này trong một tòa lầu các trên đảo tất cả thống lĩnh cùng phó các chủ đều tụ tập về đây vương trần cũng xuất hiện nhưng với thân phận của hắn thì chỉ được ngồi ở ghế thứ sáu. Lúc này không khí trong các khá đè nén, ánh mắt mọi người đều nhìn về chỗ cao nhất, nơi có hai bóng người ngồi ngay ngắn. Người ngồi bên phải là một người thanh niên mặc áo bào trắng, hai mắt hơi đỏ, giữa mi tâm có một đường vân hình hòa liên, hơi có vẻ kỳ dị. Quanh người hắn không hề có ba động nguyên khí, nhưng một tia uy áp phát ra lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được đều cảm thấy hoảng sợ, bởi vì người này chính là các chủ hỏa các, lữ tiêu. Đồng thời, hắn cũng là người có xếp hạng thần phụ bằng cao nhất trong số những người được vang danh của thiên uyên vực xếp hạng thứ 9, có thể nói chính là nhân vật tiêu biểu của thế hệ trẻ tuổi thiên uyên vực lữ tiêu cầm cây quạt đỏ gõ nhẹ lên tay hắn nghiêng đầu nhìn về bên cạnh ở bên đó là một tên thanh niên mặc áo bào đỏ quanh thân người thanh niên này phát ra ba động nguyên khí cũng không mạnh nhưng nơi mi tâm hắn lại thỉnh thoảng lấp lóe thần quang thể hiện tu vi thần hồn mạnh mẽ đây là chu luyện nhân vật số 2 của hòa các cũng là người sáng tạo ra bộ ngấn văn thế nào trong đại sảnh an tĩnh lữ tiêu đột nhiên mở miệng hai mắt vốn khép hờ của chu luyện chậm chậm mở ra bàn tay hắn đặt một viên ngọc giản lên bàn trong ngọc giản đã trống không sắc mặt của hắn có chút khó coi chậm rãi lắc đầu nói bên trong phong mẫu văn có cơ chế tự hủy cực kỳ nhẹ bén ta chỉ hơi dò xét một chút mà nó đã tự động xóa đi tất cả nhưng từ kết cấu của nguyên văn này có thể thấy người sáng tạo ra nó có trình độ nguyên văn không hề thấp ta không thể phục chế cái phong mẫu văn này dù không cam lòng chu luyện không thể không thừa nhận lời này vừa ra bầu không khí bên trong đại sảnh lại càng thêm ngột ngạt tưởng như không thở nổi bầu không khí bên trong đại sảnh trở nên ngưng trệ kiềm chế vương trần trầm mặc hồi lâu sau đó không nhịn được nói chu luyện sư huynh ngài chính là người giỏi nguyên văn nhất trong thế hệ trẻ tuổi thiên linh tông chúng ta sao có thể không cách nào phục chế cái nguyên văn mà tên tiểu tử kia làm lung tung ra được chu luyện chậm rãi nói xét từ cấu tạo của phong mẫu văn thì có thể thấy tiểu tử kia không phải là làm lung tung hơn nữa thật ra cả bộ ngấn văn và phong mẫu văn đều chỉ là nguyên văn cấp thấp chỉ khác là có chỗ đặc thù mà thôi lúc đầu ta có thể sáng chế ra bộ ngấn văn thì cũng là nhờ vào vận may nếu như không phải một lần tình cờ ta dùng tơ nhện của bạch linh chu để dung hòa vào bộ ngấn văn thì bộ ngấn văn cũng chẳng thể có hiệu quả như bây giờ lữ tiêu ngồi bên cạnh nghe vậy nói khẽ vậy đồ vật trung tâm của hắn thì là gì cũng là tơ nhện bạch linh chu à chu luyện lắc đầu nói chắc chắn không phải bởi vì vật này còn có lực hấp dẫn nguyên ngấn mạnh hơn nhiều so với tơ nhện bạch linh chu đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà phong mẫu văn có hiệu quả hơn hẳn bộ ngấn văn nếu như chúng ta có thể biết được hắn đã dùng cái gì để làm đồ vật trung tâm, thì việc phục chế phong mẫu văn cũng chẳng có gì là khó khăn. Lữ tiêu thản nhiên nói, sự xuất hiện của phong mẫu văn sẽ đoạn tuyệt đường dây tiêu thụ bộ ngấn văn của chúng ta ở phong các, nếu cứ để việc này kéo dài sẽ khiến cho hòa các tổn thất nghiêm trọng. Con mắt hơi đỏ của lữ tiêu nhìn vương trần một chút, nói, nghe nói là do người chuyển quyền bán bộ ngấn văn tại phong các cho Trần Bắc Phong, mới khiến cho tên Chu Nguyên kia bị bức ép mà sáng chế ra phong mẫu văn à. Vương trần bị lữ tiêu nhìn cho giật mình, vội vàng nói, thưa sư huynh ta làm vậy cũng là bởi vì nhận được thông tin của sư thúc cổ tỷ rằng tên chu nguyên kia đắc tội thiên linh tông chúng ta ông ấy ấy yêu cầu ta tìm cơ hội dạy cho hắn một bài học chính xác ra là đắc tội xích hỏa phủ các ngươi đúng chứ lữ tiêu cao mày nói thiên linh tông có cử phủ mà lữ tiêu lại không phải là người của xích hỏa phủ nhưng lữ tiêu cũng chỉ nhắc nhẹ như vậy cũng không nhiều lời thêm nữa bất kể thế nào cả cửu phủ đều là thành viên của thiên linh tông thế là hắn khoát tay áo nói nói gì thì nói việc này là do ngươi gây phiền phức cuối cùng khiến cho lợi ích của hòa các ta bị tổn thương không thể không phạt cho nên cứ phạt ngươi tiền lương hai tháng đi vương trần không dám phản đối chỉ có thể đau khổ gật đầu hắn cắn răng nói thế nhưng giải quyết cái phong mẫu văn này thế nào đây chứ nếu cứ để mặc tên tiểu tử kia bày bán thế này trước đó ta nói rồi các ngươi mời tên chu nguyên kia đến đây một lần lữ tiêu cục mắt xuống nói vương trần nói ta đã phái người truyền tin tức tới chỗ hắn nhưng tiểu tử này lại luôn từ chối nói là bản thân phải tập trung chế tạo phong mẫu văn không có thời gian dành những người trong đại sảnh nghe vậy thì đều lộ vẻ không vui dù sao trong mấy năm vừa qua thì uy thế của hòa các lớn mạnh như mặt trời giữa trưa lại thêm hấp thu được lực lượng thiên kiêu của các phe đã có dấu hiệu trở thành các đứng đầu trong bốn các mà tên chu nguyên kia thì chỉ là phó các chủ của một cái phong các đang xuống dốc mà thôi thế mà dám lên mặt trước người hòa các bọn hán như vậy quả là đáng giận nếu như không phải là do tên tiểu tử này làm ra phong mẫu văn thì chỉ bằng cái chức vị phó các chủ của hắn còn chưa đủ tư cách để tầng lớp quản lý của hòa các tụ tập ở đây đâu lữ tiêu vẫn cứ bình thản khiến cho người ta không biết là hắn đang giận hay vui hắn đập đập cây quạt trong tay nhàn nhạt nói nếu không mời được vị phó các chủ chu nguyên kia tới đây vậy ta cũng đành tự mình đi phong vực để gặp gỡ vậy vừa nghe thấy vậy tên vương trần kia đã khó chịu nói sư huynh thân phận của huynh cao quý như vậy việc gì phải hạ mình đi gặp tên tiểu tử kia hay là huynh cứ cho ta thời gian mấy ngày ta sẽ có cách khiến cho hắn phải chủ động tới gặp bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lữ tiêu cười cười nói mặc dù một tên phó các chủ của phong các còn chưa đủ tư cách để ta đến gặp nhưng phong mỗ văn lại có nói xong hắn đứng người dậy dáng người thẳng tắp khí thế bất phàm đôi mắt hơi đỏ tràn ngập tư thái đạm mạc từ trên cao nhìn xuống cứ qua một ngày phong mỗ văn lại làm cho hỏa các chúng ta tổn thất một phần quy nguyên bảo tệ để ta đi trước nói chuyện với vị phó các chủ chu nguyên kia đi nếu như hắn có thể nề mặt thì mọi người hòa thuận cùng phát tài vậy thì còn gì bằng khi tiếng nói của hắn vừa dứt thân hình cũng dần trở nên hư ảo cuối cùng trực tiếp biến mất ở trong đại sành phong vực trên một ngọn núi trụi lùi trung nguyên đang ngồi xếp bằng thần hồn thì ly thể đang ở trên phong tầng luyện chế phong mẫu văn mấy ngày nay đa phần thời gian đều được chu nguyên dùng để luyện chế phong mẫu văn dù sao đây cũng là giai đoạn mà phong mẫu văn tiêu thụ tốt nhất mà theo thời gian trôi qua khi mọi người đã dần quen thuộc với phong mẫu văn thì hắn cũng không cần bận rộn như vậy nữa lần luyện chế hôm nay kéo dài gần nửa ngày thần hồn của trung nguyên phá không lao xuống trở lại thân thể đi theo thần hồn là rất nhiều chiếc phong mẫu văn số lượng đạt tới gần ngàn chiếc Trung Nguyên vung tay áo lên, thu hồi phong mẫu văn, khi số lượng luyện chế ngày càng nhiều, Trung Nguyên cũng càng thuần thục, tốc độ cũng càng nhanh. Bây giờ mỗi ngày có thể thu nhập được hơn 500 viên quy nguyên bảo tệ, đúng là kiếm lời lớn. Trung Nguyên không nhịn được cảm thán trải qua mấy ngày vừa rồi, số lượng bảo tệ mà Trung Nguyên thu được đã đạt tới gần 2.000 viên. Đương nhiên, đây là con số khi chưa phân chia cho đám người diệp băng lăng, y thu thủy, liễu tri huyền. Mà sau khi sáng chế ra phong mẫu văn, thì Trung Nguyên đã không còn cần đau đầu vì không đủ quy nguyên bảo tệ để dùng nữa rồi. Bây giờ cứ mỗi lần tu luyện là đốt một vốc, một vốc một. Đương nhiên, cùng với đó thì hiệu quả tu luyện của Chu Nguyên cũng cực kỳ nhanh. Cho dù mấy ngày qua thì hắn dành phần lớn thời gian cho việc luyện chế phong mẫu văn, nhưng phong linh văn trên mu bàn tay hắn vẫn đang dần dần thành hình, bây giờ đã đạt tới trạng thái 6 phần 10. Nếu cứ dựa theo tiến độ này, thì rất có khả năng là Chu Nguyên sẽ khắc dấu xong phong linh văn hoàn chỉnh trước khi diễn ra cuộc chiến tranh và vị trí các chủ. Chỉ qua hai tháng mà đã khắc sau một đạo nguyên văn cổ, nếu để cho tin tức này lan truyền ra thì chỉ sợ là toàn bộ bốn các điều sẽ rung động. Chu Nguyên cười cười, khá hài lòng, đang định đứng dậy rời đi, nhưng đúng lúc này ánh mắt hắn ngưng tụ lại, nhìn về một hướng cách đó không xa, chỉ thấy hư không ở nơi đó hơi chập trùng. Sau đó một thân ảnh mặc áo bào trắng dần dần hiện lên. Chu Nguyên, người mặc áo bào trắng kia nhìn Chu Nguyên, cười hỏi. Chu Nguyên liếc mắt nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói nếu ta không nhận lầm thì chắc hẳn các hạ chính là các chủ của hòa các lữ tiêu các chủ mặc dù chu nguyên cũng chưa từng nhìn thấy lữ tiêu nhưng cũng từng nghe diệp băng lăng miêu tả về đặc thù của người này luôn mặc áo bào trắng mi tâm có hình hòa liên đương nhiên càng quan trọng hơn chính là chu nguyên có thể cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm phát ra từ trên thân người này loại khí tức ấy nguy hiểm tới nỗi toàn bộ da thịt hắn đều cảm thấy đông nhói lữ tiêu bước ra một bước đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt chu nguyên hắn quan sát chu nguyên từ trên xuống dưới mỉm cười nói không ngờ ở phong các lại có một nhân vật bất phàm như vậy chu nguyên cười nhạt một tiếng nói không biết các chủ lữ tiêu tới đây là vì việc gì lữ tiêu nghe vây cười cười nói phó các chủ chu nguyên làm ra phong mẫu văn khiến cho hòa các chúng ta đều đứng một hồi đấy ngay khi lữ tiêu vừa nói xong nguyên khí thiên địa xung quanh trở nên càng thêm nóng bỏng một luồng áp lực làm cho người ta khó có thể hít thở lan tràn ra thiên giao khí trong cơ thể chu nguyên nhanh chóng vận chuyển thần hồn nơi mi tâm cũng lấp lóe quang mang chống cự lại loại áp lực kia hắn vẫn cứ bình tĩnh mà nói, ồ, vậy thì thật đáng tiếc, nhưng đó là bản lĩnh của ta, chính ta sáng chế được phong mẫu văn, vậy cũng không thể đem nó làm nguyên nhân để đổ tội cho ta được chứ. Lư tiêu cười cười, khoát tay áo, nói, đúng là bản lĩnh của chu phó các chủ thật. Khi thế cường đại quanh thân lữ tiêu dần dần thu lại, sau đó hắn nhìn chằm chằm Trung Nguyên, cười khẽ một tiếng, nói, thật ra hôm nay ta tới đây là muốn hỏi cậu có hứng thú đến hỏa các chúng ta làm phó các chủ hay không. Cậu thấy đấy, bây giờ hỏa các là các đứng đầu của bốn các, đợi đến lúc ta lên làm tổng các chủ bốn các thì vị trí các chủ hòa các cũng sẽ bị đề trống đến lúc đó có lẽ cái vị trí ấy sẽ thuộc về cậu cũng không chừng trên bàn lữ tiêu vẫn luôn duy trì nụ cười thong dong tựa như cũng không lo lắng là chu nguyên sẽ từ chối bởi vì bất kể là ai thì cũng hiểu rõ tranh lệch giữa phong các cùng hòa các là lớn thế nào huống chi hắn lại đưa ra miếng mồi các chủ hòa các này chỉ sợ là bất kể ai cũng không thể từ chối được phó các chủ chu nguyên cảm thấy thế nào từ đầu chu nguyên cũng thật kinh ngạc một chút không ngờ tới lữ tiêu sẽ dùng vị trí các chủ hòa các để dụ dỗ mình nhưng rất nhanh trong lòng lại cười một tiếng nếu như mình giờ mà đi hỏa các thì chỉ sợ là sẽ phải giao phương pháp luyện chứa phong mẫu văn gia nhỉ tên lữ tiêu này tính toán giỏi thật thế là chu nguyên lắc đầu cười đề nghị của các chủ lữ tiêu chẳng ra sao cả bởi vì trong tương lai ta cũng có ý định cạnh tranh ngôi vị tổng các chủ kia đấy khi chu nguyên nói xong câu cuối cùng cho dù với tính tình lữ tiêu tựa hồ cũng hơi cứng lại một chút sau đó hắn mỉm cười lắc đầu nói xem ra phó các chủ chu nguyên lòng dạ không nhỏ còn chướng mắt vị trí các chủ hòa các ta hắn hiển nhiên cũng không nghĩ rằng chu nguyên nói thật lòng mà rõ ràng là lấy cơ khước từ dù sao chu nguyên chơi đùa phong mẫu văn hoàn toàn có thể chứng minh tạo nghệ của hắn ở mặt nguyên văn nhưng nếu chỉ bằng cái này liền muốn đi cạnh tranh vị trí bốn các chủ vậy cơ bản chính là chuyện thiếu lâm chu nguyên từ chối cho ý kiến nhưng cũng không giải thích gì phó các chủ chu nguyên thật sự không định suy tính thêm một chút về thiện ý của hòa các ta sao lượt tiêu cười nhạt một tiếng dường như có chút đồ giỡn nói, coi như không nể mặt hỏa các, vậy cũng nên nể mặt ta mấy phần a. À. Trung nguyên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có chút giận dữ, lữ tiêu này nhìn như thái độ ôn hòa, nhưng kỳ thực trong giọng nói từ đầu đến cuối đều ẩn chứa tự ngạo kiểu từ trên cao nhìn xuống, có lẽ lấy năng lực của hắn, đích thật có một chút tiền vốn kiêu ngạo nhưng nếu chỉ vậy mà muốn làm trung nguyên hắn cúi đầu vậy cũng quá mức kiêu ngạo rồi lữ tiêu các chủ cũng không cần nói nữa ngươi hẳn cũng biết ta được si tinh đại nhân đề cử mới tiến vào phong các đảm nhiệm chức vị phó các chủ sao có thể tới hỏa các chu nguyên bình tĩnh nói nhưng lữ tiêu nghe vậy thì không thèm để ý mà nói vậy thì đã sao các chủ sơn các hiện tại là hàn uyên hắn cũng từng thuộc về phong các đồng thời được si tinh đại nhân xem trọng nhưng cuối cùng không phải cũng hiểu đạo lý chim khôn biết chọn cây mà đậu sao nếu hắn hôm nay còn lưu lại phong các chỉ sợ khó có được thành tựu như hiện tại trung nguyên thản nhiên nói loại sự tình vong ân phụ nghĩa này tựa hồ cũng không đáng giá mang ra so sánh lữ tiêu ung dung cười một tiếng nói phó các chủ Chu nguyên lời này thể hiện người còn quá mức non nớt đây chỉ là thức thời mà thôi chợt mí mắt hắn cụp xuống ngữ khí lạnh nhạt hơn một chút có đôi khi nếu đi lầm đường thì kể cả thiên tài rất có thiên phú chỉ sợ cũng bị phai mờ giữa mọi người chu nguyên làm như không nghe ra ý cảnh cáo ẩn sâu trong lời nói của lữ tiêu vẻ mặt vẫn không gợn sóng ngác đầu lữ tiêu thấy chu nguyên nhiều lần cự tuyệt nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn kia đã tắt ngủm hai mắt hắn nhắm lại nói nếu chu nguyên phó các chủ đối với đề nghị lúc trước của ta không có hứng thú thì thật ra còn có biện pháp ta thực sự cảm thấy hứng thú vô cùng với phong mẫu văn người sáng tạo ra. Đã như vậy, ta cho ngươi mười nghìn quy nguyên bảo tệ, ngươi đem phương pháp luyện chế phong mẫu văn bán cho ta. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy ngươi có đầy đủ quy nguyên bảo tệ ta thậm chí có thể vì ngươi mà tìm đến một thiên nguyên binh thượng phẩm. Đến tận lúc này, mục đích của hắn vớt cục đã bộc lộ trần trụi. Chu Nguyên nghe vậy thở dài một hơi, nói, lữ tiêu các chủ, tính toán của ngươi có chút không được thỏa đáng, bây giờ ta bán phong mẫu văn, mỗi ngày có thể kiếm mấy trăm quy nguyên bảo tệ, tiếp tục như vậy, thời gian một tháng ta liền có thể kiếm gần vạn quy nguyên bảo tệ. Về phần thượng phẩm thiên nguyên binh tuy rằng hiếm có, nhưng hắn nắm giữ thiên nguyên bút, chỉ cần đợi đến lúc thiên nguyên bút lại thức tỉnh, chắc hẳn có thể bước vào phòng sai này. Cho nên, Lữ Tiêu tung ra điều kiện này, nhìn như đã cao, thật ra không có thành ý. Lữ Tiêu lạnh nhạt nói, làm người quá tham lam thì kết cục thường không được tốt lắm. Trung Nguyên lắc đầu, nói, vậy xem ra không thể hợp tác, thật có lỗi, không tuyễn. Lữ Tiêu nhìn chằm chằm Trung Nguyên, ánh mắt dường như có chút nguy hiểm, nhưng mà Chu Nguyên cũng không e ngại, thần sắc từ đầu đến cuối đều thản nhiên. Nói đùa cái gì vậy? Lữ Tiêu tùy danh dưng là đệ nhất nhân thần phủ cảnh trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Uyên vực hiện tại, nhưng trên Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ bảng, hắn cũng mới đứng hàng thứ 9 thôi, võ giao xếp hạng cao hơn Chu Nguyên còn không sợ, sao lại sợ một kẻ xếp thứ 9? Dù tạm thời đánh không lại, nhưng sợ hãi thì không có khả năng. Ánh mắt hai người đối diện nửa ngày, cuối cùng Lữ Tiêu mặt không thay đổi gật gật đầu, nói: "Nếu như vậy, thật sự có chút tức nuối, bất quá ta vẫn hy vọng ngươi có thể dùng lý trí nghĩ thông suốt. Hắn xòe bàn tay ra, vỗ vỗ bả vai Chu Nguyên. Người trẻ tuổi không nên quá xúc động, nếu như lúc nào đó ý nghĩ của ngươi cải biến, có thể tùy thời đến hỏa các tìm ta. Thanh âm hạ xuống, thân ảnh của hắn đã có chút rung động, trực tiếp biến mất trong hư không. Chu Nguyên nhìn qua địa phương thân ảnh lữ tư biến mất, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thân pháp này quả thật rất huyền diệu, gia hỏa này có thể xếp thứ 9 trong thần phủ bảng, hoàn toàn chính xác không phải đèn cạn dầu cũng không biết cùng ảnh tiên thuật so sánh thì như thế nào. Chu Nguyên tự nói thầm trong lòng, ảnh tiên thuật tự nhiên là một thân pháp nguyên thuật trên tuyết liên phong của Thương Nguyên Tông kia, lúc trước Lý Khanh Thiền sử dụng thuật này đã làm hắn nhức đầu hồi đâu. Bất quá vấn đề thân pháp cũng thực sự là một cái thiếu hụt bây giờ của ta, đợi đến khi các chủ trì tranh kết thúc, cũng nên tu hành một chút ảnh tiên thuật. Chu Nguyên chớp chớp ánh mắt, hôm nay nhìn thấy nguyên thuật thân pháp của Lữ Tiêu làm cho hắn phải để tâm đến ảnh tiên thuật nhiều hơn, nếu không về sau nếu cùng Lữ Tiêu giao thủ, bằng vào hóa hư thuật của hắn, chỉ sợ phải chịu thiệt thòi. Lần này cự tuyệt Lữ Tiêu, sâu trong lời nói kẻ kia đã ẩn giấu một chút uy hiếp, chắc hẳn đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Bất quá muốn hắn giao ra phương pháp luyện chế phong mẫu văn, vậy đơn giản chính là đang nằm mơ. Trung Nguyên cười lạnh một tiếng, hy vọng cái tên Lữ Tiêu kia thông minh một chút, phong mẫu văn tuy làm suy yếu thu nhập hòa các bọn hắn, nhưng thật ra suy cho cùng cũng chỉ là có chút đau lòng, không tính là bị thương đến căn bản, nhưng nếu thật sự ép hắn phải xuất ra hỏa mẫu văn, lâm mẫu văn, sơn mẫu văn cũng làm ra, vậy sinh ý của hòa các sẽ trực tiếp bị đánh sập. Phong vực, lối ra trên bầu trời, chỗ bể đá. Thân ảnh lữ tiêu dần hiện ra, Trần Bắc Phong đang chờ đợi ở đây thấy thế, lập tức sắc mặt kính cẩn nhanh đón. Các chủ, chu Nguyên kia nói thế nào? Trần Bắc Phong hỏi, hiển nhiên hắn biết mục đích lữ tiêu xuất hiện tại phong vực. Khuôn mặt lữ tiêu vào lúc này có chút u ám, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu, thản nhiên nói, hắn cực tuyệt. Trần Bắc Phong nghe vậy lập tức giật mình, cắn răng nói, tiểu tử này, thật sự là to gan lớn mật. Gia hỏa này thậm chí ngay cả Lữ Tiêu tự mình ra mặt cũng dám không cho mặt mũi, quả thực cuồng vọng không còn giới hạn, trong bốn cấp này, hắn chưa từng thấy có người nào dám không nền bạc Lữ Tiêu. Loại người có chút bản lãnh này luôn rất kiêu ngạo, Lữ Tiêu mặt không biểu tình, chỉ là khóe miệng kia lại không nhịn được nổi lên nụ cười nhàn nhạt mềm mai. Hắn kỳ thật ban đầu nói tới vị trí các chủ hỏa các, bất quá chỉ là cái mồi nhiều thôi, tên Chu Nguyên kia coi như tới hỏa các thì nhiều lắm là lên tới phó các chủ, về phần vị trí các chủ hỏa các thì khỏi cần nghĩ nhiều nhưng có chút ngoài dự liệu của hắn là trung nguyên vậy mà thờ ơ với trước các chủ hòa các vậy làm sao bây giờ trần bắc phong có chút lo lắng nói nếu như tùy ý để trung nguyên khống chế phong mẫu văn vậy đối với uy vọng của hắn ở phong các sẽ tạo thành sự đà kích không nhỏ trong mắt lữ tư lóe lên một vòng hàn ý nói nếu kẻ này rượu mời không uống vậy cũng không thể trách ta trần bắc phong trần bắc phong lập tức đáp các chủ chi tranh phong các còn hơn nửa tháng lần này ngươi nhất định phải đoạt được vị trí các chủ phong các chỉ cần ngươi thượng vị liền có thể trực tiếp dùng lý do đại nghĩa để chu nguyên kia nộp lên phương pháp luyện chế phong mẫu văn kỳ thật đây là một thứ rất quan trọng loại đồ vật mang lại lợi ích to lớn này một người khó bảo độc hưởng nếu độc chiếm tất nhiên sẽ khiến người ta chỉ trích dù sao giống như bộ ngấn văn tại hỏa các ta kỳ thật cũng chỉ là tạo phúc cho thành viên hỏa các chỉ là đến lúc đó ngươi đạt được phương pháp luyện chế phong mẫu văn có thể âm thầm tiết lộ ra ngoài đồng thời lại tìm người âm thầm gieo rắc đồn đại nói tên chu nguyên bất mãn không muốn nộp phương pháp luyện chế nên cố ý tiết lộ kể từ đó chỉ sợ hắn ở phong cách cũng khó lòng sống yên ổn nghe lữ tiêu nói một hồi trần bắc phong cảm giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh bởi vì thủ đoạn lần này thật sự quá ác độc quả thực là muốn cho trung nguyên vạn kiếp bất phục bất quá rất nhanh hắn đã chuyển sang hưng phấn không chút do dự gật đầu nói các chủ cao minh tên chu nguyên đắc tội lữ tiêu thật đúng là chuyện ngu xuẩn nhất trần đời lữ tiêu tùy ý khoát tay áo nói nếu cho mặt mũi mà không cần vậy ta cũng chỉ có thể để hắn thân bại danh liệt hy vọng trước khi các chủ chi tranh bắt đầu vị phó các chủ này sẽ nghĩ thông suốt chủ động cúi đầu có lẽ sẽ cứu vãn được một chút bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim nếu hắn tiếp tục thể hiện thái độ như cũ hắn lắc đầu dường như khẽ cười một tiếng không nói gì nữa trực tiếp cất bước rời khỏi phong vực có người muốn chết thì đừng trách lữ tiêu hắn không nâng tay một đoạn thời gian sau lượng tiêu thụ phong mẫu văn tại phong các tiếp tục đi lên thậm chí mỗi ngày đều xuất hiện tình huống trái hàng mà bộ ngấn văn thì trái lại theo thời gian dần trôi qua trở nên mai danh ẩn tích, rốt cuộc không còn người nào hỏi thăm. Dù sao dưới tình huống giá cả ngang nhau mà công hiệu lại tăng gấp đôi, bộ ngấn văn quả thực đã bị phong mẫu văn đè bẹp, không có lực phản kháng chút nào. Phong mẫu văn tại phong các rất được hoan nghênh, cũng làm danh vọng Trung Nguyên vì thế tăng vọt. Phạm là người phong các nào từng trải nghiệm hiệu quả của phong mẫu văn đều mang lòng cảm kích với Trung Nguyên, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng phong mẫu văn xuất hiện đã giúp bọn họ tiết kiệm thời gian như thế nào, chỉ cần sau ba năm nữa chỉ sợ số lượng người có thể đem phong linh văn ngưng luyện hoàn toàn trong phong các sẽ tăng lên phạm vi lớn. Đây là mục tiêu cuối cùng của rất nhiều người trong bốn các, vì vậy phong mộ văn sinh ra tuy rằng sẽ không đạt tới mức mang ơn, dù sao cũng không phải miễn phí đưa tặng, bọn hắn vẫn phải bỏ quy nguyên bảo tệ mới mua được, nhưng so với quá khứ, hiện tại thành viên phong các đối với Trung Nguyên đã tán đồng thực sự, sẽ không còn bởi vì thân phận của hắn mà bài xích nữa. Dưới loại tình huống này, danh vọng Trung Nguyên ở phong các tự nhiên một ngày cao hơn. Mà so sánh với Chu Nguyên như mặt trời ban trưa, trần bắc phong lại tỏ ra yếu kém hơn rất nhiều bởi vì chu nguyên đám người theo hắn từ đầu đến cuối khó mà mua được phong mẫu văn về phần nguyên nhân bọn hắn đương nhiên biết rõ trong lòng đây là chu nguyên trả thù việc bọn họ đàm lúc trước nhưng trần bắc phong đối với cái này không có biện pháp chỉ có thể cắn răng chịu đựng tuy nhiên hắn có thể chịu được nhưng những người ủng hộ hắn theo thời gian dần trôi đã có chút nhịn không được dù sao bọn hắn đã bắt đầu cảm giác được những người khác nhờ vào phong mẫu văn độ ngưng tụ phong linh văn đã dần vượt qua bọn hắn Trước đây ủng hộ Trần Bắc Phong, chỉ là bởi vì Trần Bắc Phong đang có thế mạnh, đi theo hắn sẽ có chỗ tốt, nhưng hôm nay Phong mẫu Văn vừa xuất hiện, cơ hồ đã đem Trần Bắc Phong đánh cho chật vật không chịu nổi, nếu tiếp tục như vậy, bọn hắn ở trong phong các sợ rằng sẽ tiến thành tồn tại cùi bắp nhất. Cái này hiển nhiên không thể nào tiếp nhận. Thế là sau đó, những thành viên phong các vốn dĩ ủng hộ Trần Bắc Phong kia, cũng bắt đầu bãi công bỏ đi. Trong lúc nhất thời, thanh thế Trần Bắc Phong tại phong các có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Bất quá trong loại tình huống xấu đến mức này, Trần Bắc Phong lại bất ngờ không tiến hành bất kỳ phản kích nào, ngược lại càng quỷ dị lặng lẽ, ngay cả lộ diện bên ngoài cũng cực ít, nhưng đối với loại điệu thấp này, Chu Nguyên không chỉ không buông lỏng, ngược lại càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn biết Trần Bắc Phong không phải loại người cam tâm tình nguyện nhận thua, cho nên bây giờ yên lặng, tất nhiên là đang tìm cách phản kích một cú thật lớn. Mà lần phản kích này khi nào bộc phát, Chu Nguyên chỉ cần hơi suy đoán đã minh bạch. Tất nhiên là lần tranh đoạt các chủ phong các. Một khi trở thành các chủ phong các, như vậy trần bắc phong sẽ không cần chịu đựng hắn cùng diệp băng lang cản trở nữa ngược lại có thể mệnh lệnh hai người họ tới lúc đó hai người một khi không nghe theo trần bắc phong thậm chí có thể hủy bỏ chức vị phó các chủ của họ hiển nhiên trần bắc phong đặt cờ cơ hội lật kèo lần cuối vào nơi đây mà sau khi biết được dự định của trần bắc phong trung nguyên cũng bắt đầu giảm bớt luyện chế phong mẫu văn từ đó dùng nhiều thời gian hơn tập trung tu luyện tại phong vực bởi vì hắn cũng rất rõ ràng mục tiêu của mình đó chính là vị trí các chủ phong các chỉ khi ngồi được vị trí này hắn mới có thể tiếp tục thực hiện dã tâm càng lớn hơn đoạt được vị trí tổng các chủ tham gia cử vực đại hội nhận tổ long đang vào tay mà phong mẫu văn chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ để đạt được những mục tiêu này mà thôi dòng thời gian trôi qua bất chi bất giác đã nửa tháng trôi qua phong vực trên một ngọn núi cô độc chu nguyên ngồi xếp bằng tay hắn khẽ đảo một thanh quy nguyên bảo tệ tràn đầy xuất hiện trong tay huyết khí phun trào liền đốt cháy nó lên quy nguyên bảo tệ hóa thành sương mù bay lên gió thổi trên không trung lập tức kịch liệt xung chuyển cuối cùng có tiếng gào rít cùng bạo vang lên chỉ thấy một cỗ gió lốc màu xanh như thể con rồng phẫn nộ đang gào thét trực tiếp đánh về phía trung nguyên thanh thế kinh người bất quá trung nguyên nhìn thoáng qua thần sắc lại có chút bình thản bởi vì hơn nửa tháng nay hắn đã sớm không còn kinh ngạc dù sao hắn hiện tại mỗi lần tới phong vực tu luyện nếu không đốt hai ba trăm quy nguyên bảo tệ thì sẽ thấy trong lòng không thoải mái ô ô gió lốc màu xanh gào thét mà xuống hung hăng đụng vào thân thể Chu Nguyên, mà đất chung quanh lập tức bị xé nứt, để lại ngàn vạn vết tích. Chỗ lồng ngực Chu Nguyên có một vòng xoáy nguyên văn thành hình, đó là phong mộ văn. Cường phong lướt qua thân thể, mặc dù cuốn theo từng sợi tơ máu, nhưng nguyên ngấn ẩn chứa bên trong lại như chim bay vào rừng, tràn vào vòng xoáy nguyên văn lồng ngực Chu Nguyên. Cơn phong bạo khổng lồ này kéo dài đến gần một canh giờ mới chậm rãi từ từ tiêu tán. Phong bạo tán đi, để lại Chu Nguyên cả người toàn máu tươi, bất quá những thương thế kia nhìn quá đáng sợ, nhưng thái ất thanh mộc ngấn vận chuyển, từng đạo vết thương dữ tợn đang nhanh chóng được chữa trị. Trung Nguyên không để ý đến vết thương chẳng chịt trên thân thể, mà mang theo một tia bức thiết nhìn mu bàn tay, chỉ thấy nơi đó, thanh quang quanh quần, một đạo nguyên văn màu xanh như ẩn như hiện, làm rất nhiều điểm sáng màu xanh liên tục không ngừng tụ đến, đạo nguyên văn kia cũng bắt đầu trở nên càng hoàn chỉnh hơn. Đến lúc một điểm sáng màu xanh cuối cùng tụ hợp, đạo nguyên văn màu xanh kia chợt bộc phát ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt đó, Trung Nguyên có thể cảm giác được thân thể của mình phảng phất trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, phảng phất cả người được điều gì nâng đỡ làm cho hắn kể cả khi không vận chuyển nguyên khí thân thể cũng có thể lơ lửng giữa không trung cảm nhận biến hóa trong cơ thể trong mắt trung nguyên không che giấu được vẻ mừng như điên bởi vì trước thời điểm các chủ chi tranh hắn rốt cục đem phong linh văn ngưng luyện hoàn thành vì chuyện này trung nguyên không biết đã bỏ ra bao nhiêu quy nguyên bảo tệ dù sao càng ngưng luyện càng cần nhiều quy nguyên bảo tệ nếu không phải hắn ỉ vào sử dụng phong mẫu văn nên muốn làm gì thì làm chỉ sợ cho dù hắn có hỗn độn thần ma để khôi phục thần hồn chắc chắn cũng không thể nào dùng thời gian gần hai tháng đã ngưng luyện được một đạo phong linh văn hoàn chỉnh. Bất quá cũng may là trời không phụ người có lòng, hết thảy sự trả giá, vào lúc này đã thu được hồi báo hài lòng. Nhìn ánh sáng nguyên văn trên mu bàn tay lập lòe một lúc lâu, thời gian dần trôi qua, Trung Nguyên vui vẻ đến ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, bay theo phương hướng lối ra của phòng vực. Nửa nén hương sau, thân ảnh Trung Nguyên rơi xuống lối ra chỗ bệ đá treo trên bầu trời thành viên phong các lui tới nhìn thấy Trung nguyên đều dùng sắc mặt cung kính hành lễ loại đãi ngộ này cũng không phải lúc chu nguyên vừa tới phong các có thể hưởng thụ Trung nguyên mỉm cười ánh mắt vừa truyền liền nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp tàn ra hàn khí lãnh diễm tại lối ra chính là diệp băng lăng mà khi mắt đẹp diệp băng lăng trông thấy Trung nguyên loại cảm giác lạnh lẽo cự tuyệt người khác từ ngoài ngàn dặm kia lập tức đã bị hòa tan ra nhiều trên gương mặt lạnh lùng thậm chí còn nở ra tươi cười yếu ớt tiến lên nói khẽ thu thủy nói các chủ chi tranh này may mở ra nàng đỡ phong ẩm lâu mở phòng ăn, muốn chúng ta góp phần trợ uy. Trung Nguyên nghe vậy, cũng cười một tiếng, nói, cũng tốt, trước khi đại chiến thoáng thư giãn một tí. Hai người nói xong, liền đi đến lối ra. Bất quá mới đi được mấy bước, Trung Nguyên đã nhạy bén phát giác một tiếng xé gió từ sau lưng vang lên, ngay sau đó một đạo nguyên khí hung hãn hiện lên, một chút thanh âm chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Trung Nguyên ánh mắt quét qua, hơi nhíu mày, bởi vì người đến chính là Trần Bắc Phong, nghe nói ra hỏa này gần đây hầu như cũng ở phong vực điên cuồng khổ tu lúc này trần bắc phong mặt không biểu tình toàn thân tản ra một loại lạnh lẽo người sống chưa tới gần hắn tiến vào bệ đá cũng nhìn thấy trung nguyên cùng diệp băng lăng song phương ánh mắt đụng nhau trong không khí có ánh lửa thoáng hiện bất quá trần bắc phong cuối cùng chỉ cười lạnh một tiếng bước tiến lên ngay thời điểm đi ngang qua chu nguyên diệp băng lăng thì bước chân dừng lại thản nhiên nói nắm chặt thời gian cao hứng cuối cùng đi nếu không sau ngày mai hết thảy những điều các ngươi làm đều sẽ bị đánh về nguyên hình ánh mắt của hắn có chút thương hại nhìn chu nguyên bởi vì hắn biết chu nguyên đến nay vẫn không đi tìm lữ tiêu như vậy chắc hẳn sau này lữ tiêu sẽ ra tay không chút lưu tình thằng ngu này chỉ sợ còn chưa biết được hậu quả khi giám đắc tội lữ tiêu a à, chắc hẳn hơn nửa tháng nay chu nguyên đều đang đắm chìm trong loại cảm giác mọi người săn đón a à, ha ha cũng được chờ sau ngày mai hắn sẽ phát hiện hết thầy chẳng qua là may áo cưới cho trần bắc phong hắn mà thôi thật không biết lúc đó tiểu tử này còn có thể cười được nữa không trong lòng dâng lên một hồi cảm giác thoải mái, khóe miệng Trần Bắc Phong lộ vẻ khinh thường cùng khinh miệt, sau đó cất bước ra khỏi màn sáng, biến mất không thấy gì nữa. Một màn kia, thật đúng là quá mức làm người ta mong đợi. Ngày hôm sau khi mặt trời đã chiếu rọi đại địa, phong đảo đang bạo phát thanh âm xu trào. Phong các hôm nay chính là tiêu điểm trong bốn các, đương nhiên nguyên nhân khẳng định không phải bởi vì phong các rất nổi tiếng, đơn thuần bởi vì hôm nay phong các sẽ tiến hành các chủ chi tranh, mà loại sự tình này bất luận đặt ở một cái các nào cũng xem như chuyện tình rất trọng đại hơn nữa nghe nói lần này các chủ chi tranh của phong các đến cả si tinh đại nhân còn có mặt sao có thể không náo nhiệt cho được nguyên tôn chê lơ, vì thế khi tin tức truyền ra không chỉ ba các còn lại đều hội tụ ở phong đảo thậm chí đảo khác trên thiên uyên động thiên cũng có vô số người ào ào đi tới phong đảo làm cho phong các vốn ở vị trí thấp nhất trong bốn các hiện tại bất chợt trở thành một điểm nóng của thiên uyên động thiên hướng tây bắc phong đảo một hồ nước to lớn như gương sáng phản chiếu mặt đất giữa hồ nước nổi lơ lửng một tòa quảng trường đá xanh cỡ lớn mà ngoài quảng trường phía trên mặt hồ có vô số cột đá trụi lùi như ngón tay cự nhân vọt ra khỏi mặt nước, mà bây giờ, trên những trụ đá này đều chất đầy những đám người, không khí rất huyền náo. Vị trí các chủ phong các không công bố nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay rốt cục bắt đầu tranh cử. Ai, bây giờ phong các không lớn bằng Dĩ Vãng a, hiện tại ngay cả phó các chủ cũng chỉ có 3 vị, mà ba các còn lại, đến cả phó các chủ cũng không ít hơn 5 vị. Đúng vậy a, cho nên lần này vị trí các chủ phong các hẳn là từ ba vị phó các chủ kia chọn ra. Chắc là Trần Bắc Phong sẽ thắng hắn là phó các chủ lâu năm nhất có tư cách nhất phong các thực lực cực mạnh diệp băng lăng so với hắn chỉ sợ yếu hơn một bậc còn trung nguyên thì sao à một phó các chủ mới tới mà thôi thực lực chỉ là thần phụ cảnh trung kỳ nghe nói di tinh đại nhân trực tiếp hạ lệnh để hắn ngồi lên cái ghế này di si tinh đại nhân ra chiêu này thật khiến người ta có chút xem không hiểu à chẳng lẽ đến nàng cũng cảm thấy phong các không có gì đáng trông cậy rồi nghe nói trần bóc phong kia vậy mà là người thiên linh tông nếu lần này để hắn đoạt được vị trí các chủ vậy si tinh đại nhân chẳng phải đến cả phong các cũng muốn vứt bỏ. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao âm thầm vang lên, ánh mắt của bọn hắn đánh giá ba đạo thân ảnh đứng đầu phong các, trong ánh mắt đều mang theo một chút tức hận. Mà lúc này ngoại trừ người phong các đều tề tụ nơi này ra, tại hướng khác, người ba các khác cũng đều đến đông đủ. Vị trí hỏa các, nữ tiêu thân ảnh đứng chỗ đầu tiên, khuôn mặt anh Tuấn, dáng người thẳng tắp, khi thế bất phàm, đúng là hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp ra vẻ tò mò với người có danh tiếng lớn lao trong thế hệ trẻ của thiên uyên vực này trong thiên uyên động thiên hiển nhiên hắn không ai không biết mà lúc này lữ tiêu đưa đôi mắt hơi đỏ nhìn phía xa xa chỗ trung nguyên thần sắc lạnh nhạt làm người khác nhìn không ra hỉ nộ trong lòng chính là tiểu tử kia sáng tạo phong mẫu văn sao bỗng nhiên bên cạnh có thanh âm truyền đến lữ tiêu xoay chuyển ánh mắt chỉ thấy một tên nam tử mặc quần áo đen đi tới bên cạnh hắn kẻ này ngũ quan lại rất phổ thông trên mặt lúc nào cũng mang theo ý cười ấm áp khiến người không tự chủ sinh ra thân cận nhưng lữ tiêu biết hết thảy cũng chỉ là giả vờ thôi người có thể trở thành các chủ sơn các sao có thể dễ đối phó không sai người này chính là các chủ sơn các hàn uyên hàn uyên nguyên bản cũng là người phong các đồng thời được si tinh đại nhân coi trọng nhưng về sau bị huyền tinh tộc xuất thủ đào góc tường mang tới sơn các đảm nhiệm vị trí các chủ mà bây giờ trong thiên uyên vực thiên linh tông huyền tinh tộc bạch tộc xem như minh hữu vì vậy lữ tiêu cùng hàn uyên cũng có chút quen biết lữ tiêu khẽ gật đầu lạnh nhạt nói một tiểu tử rất không biết điều ta tự mình đến hơi kéo, không nghĩ tới còn bị cực tuyệt. Ngay cả mặt mũi lựa tiêu người mà cũng không cho, cổ như thế sao? Hàn Uyên hơi kinh ngạc cười nói. Dù sao cũng là người si tinh đại nhân xem trọng, lữ tiêu lơ đã nói. Nói tới si tinh, Hàn Uyên sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau đó nói, bất quá nếu quá cuồng ngạo mà không có bản lãnh, vậy cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn quá rõ ràng tính tình lữ tiêu, nếu Trung Nguyên kia không để mặt hắn, vậy tất nhiên vị này cũng không khách khí nữa. Lữ tiêu cười nhạt một tiếng, nói, sau hôm nay hắn hẳn sẽ phải hối hận, bất quá đáng tiếc, trên thế giới này làm gì có thuốc hối hận, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Hàn Uyên nghe vậy, đã biết được dự định của Lữ Tiêu, lúc này hai mắt nhìn thoáng qua phong các chỗ xa xa, trong ba đạo thân ảnh đầu tiên trọng điểm chú ý một chút Trần Bắc Phong, khẽ cười nói, các ngươi vậy là thật không có ý định chừa cho Si Tinh đại nhân chút mặt mũi sao? Bốn các bây giờ, phong các vẫn còn trong tay Si Tinh, nhưng nếu hôm nay Trần Bắc Phong lấy được vị trí các chủ phong các như vậy si tinh đến một các cũng không còn tuy nói một cái phong các cũng không tính là cái lực lượng trọng yếu gì nhưng trung quy vẫn đại biểu cho máu mới trong tương lai nếu không nắm trong tay sau một thời gian dài khó tránh khỏi sẽ có tổn thất lữ tiêu bình tĩnh nói phía trên đánh cờ một thần phủ cảnh như ta sao có thể thấy rõ ràng dù sao làm tốt chuyện tình bản thân là được rồi hàn uyên nhún nhún vai hắn cũng tương tự chỉ là quân cờ mà thôi phía trên nói thế nào hắn cũng chỉ có thể làm thế vị trí phong các đám người khổng lồ phân biệt rõ ràng chia làm ba quần thể một phe ủng hộ chu nguyên diệp băng lăng một phe ủng hộ trần bắc phong mà phe thứ ba số người nhiều nhất thuộc về phái trung lập nguyên bản trần bắc phong thanh thế khẳng định phải mạnh hơn chu nguyên diệp băng lăng nhưng trải qua giai đoạn phong mẫu văn khuẩy đảo phong vân thanh thế song phương lại xuất hiện biến hóa gần như nghịch chuyển từ quy mô thanh thế mà xem xét đám người chu nguyên bất ngờ chiếm ưu thế diệp sư tỷ cố lên y thu thủy giơ nắm tay nhỏ ủng hộ diệp băng lăng có thể nhìn ra trên khuôn mặt trứng ngỗng dự dàng xinh đẹp kia lúc này đã có chút thần trương đó là bởi vì y thu thủy rất rõ ràng trận các chủ chi tranh này đại biểu cho cái gì nếu như trần bắc phong chiến thắng hết thảy cố gắng trước đó cũng hóa thành hư không những người khác cũng nhao nhao động viên diệp băng lăng tuy nói bây giờ trung nguyên tại phong các thành thế càng ngày càng mạnh nhưng những người khác kể cả y thu thủy kỳ thật vẫn là đem hy vọng chống lại trần bắc phong giặt trên thân diệp băng lăng dù sao theo bọn họ trung nguyên tiến bộ mặc dù thần tốc nhưng cùng trần bắc phong diệp băng lăng so sánh có lẽ vẫn kém một chút. Diệp băng lăng hôm nay mặc quần áo luyện công màu trắng, ôm lấy vòng eo tinh tế cùng hai chân thon dài, lộ ra vẻ động lòng người, vầng trán điểm nhẹ, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Nguyên ở một bên, trịnh trọng nói, ta trước tiên cùng hắn đấu một trận, nếu đến lúc đó ta không phải đối thủ của hắn, vậy ta sẽ tận lực lấy thương đổi thương, vì ngươi tranh thủ điều kiện tốt hơn. Chu Nguyên nghe vậy, vội vàng nói, hết sức là được rồi, không cần thảm liệt như vậy. Diệp băng lăng lườm hắn một cái, nói, ta chỉ nói là vạn nhất, một tháng qua, mượn nhờ phong mẫu văn của người, thực lực ta cũng tinh tiến không ít, không nhất định sẽ không đối phó được hắn. Chỉ bất quá đến lúc đó nếu ta thủ thắng, cái vị trí phong các các chủ chính là của ta, người cũng đừng ghen tị, đương nhiên nếu người thực sự không cam lòng, chờ người có thể đánh thắng ta, ta cũng có thể đem vị trí này tặng cho người. Nàng tùy ý nói, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên khóe miệng có chút co lại, chợt không nhịn được cười cười, hắn nghe ra loại ẩn ý an ủi ẩn tàng sâu trong lời nói Diệp Băng Lăng, tựa hồ sợ đến lúc nàng chiếm vị trí các chủ phong các hắn sẽ có chút không cam lòng đến lúc đó quan hệ song phương sẽ trở thành kém tốt tốt dược sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi trung nguyên gật gật đầu sau đó nhìn thoáng qua trần bắc phong cách đó không xa hai mắt nhắm lại trầm ngâm nói bất quá ngươi phải cẩn thận một chút trong khoảng thời gian này chỉ sợ trần bắc phong cũng có tinh tiến không nhỏ nếu như trần bắc phong thật sự dự định hôm nay lật kèo tất nhiên sẽ có chuẩn bị phả lại ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua phương hướng hòa các chỗ lữ tiêu kẻ này từ lần trước chạm mặt đã không còn động tĩnh nhưng chu nguyên không tin đối phương thật sự lựa chọn từ bỏ mà không thể nghi ngờ các chủ chi tranh ngày hôm nay đối với lữ tiêu mà nói cũng là cơ hội tuyệt vời bọn hắn còn đang nói chuyện bỗng nhiên trong thiên địa nguyên khí sôi trào sau đó vô số người đều nhìn thấy từ hai cột đá cao nhất đứng thẳng trong hồ hai đạo lưu quang giáng xuống sau đó thân ảnh hiển lộ ra khi hai đạo thân ảnh kia hiển lộ vô số người đều phải xôn xao kinh hãi bởi vì bọn hắn phát hiện ngoại trừ si tinh đại nhân ra một đạo thân ảnh tàn ra uy nghiêm ngập trời còn lại, rõ ràng là tông chủ thiên linh tông, huyền côn. Phong các tổ chức các chủ chi tranh lại có thể làm cho hai vị lão đại lớn nhất thiên uyên vực sáng lâm. Vô số người thần sắc kính sợ, tiếng cùng nghênh vang vọng thiên địa. Bái kiến si tinh đại nhân, bái kiến huyền côn tông chủ, tông chủ thiên linh tông, huyền côn. Giữa lúc không gian đang vang lên vô số tiếng ồn ào, trung nguyên ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên nhìn về cột đá cách đó không xa kia, chỉ thấy có một bóng người đứng chắp tay, đó là một lão giả thân thể gầy yếu, lão giả mặc đại bào màu xanh nhạt, trên đó khắc rõ tầng tầng hoa văn, vân vân, cứ như con mắt cửa thú nhìn quanh, lộ ra vẻ đặc biệt thần bí. Khuôn mặt của hắn bình tĩnh như đầm lầy, đôi mắt kia tựa như vực sâu, sâu không lường được. Hắn vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, quanh thân cũng không có bất luận rung động nguyên khí nào phát ra, nhưng phảng phất toàn bộ thiên địa đều là bị che khuất. Ừm, đó đích thật là Huyền Côn tông chủ. Ở bên cạnh, Diệp Băng Lăng thấp giọng nói, ngươi chớ nhìn hắn thân thể gầy yếu, thứ huyền côn tông chủ nổi tiếng ở hỗn nguyên thiên lại là nhục thân siêu phàm của hắn giơ tay nhất chân có thể hủy thiên phá địa trung nguyên trong mắt lộ vẻ kinh hãi bị kinh sợ hắn hiển nhiên thật sự không nghĩ tới vị lão già nhìn khô cạn gầy yếu này vậy mà nhục thân khủng bố như vậy huyền côn tông chủ có vạn côn pháp vực khi cần là hóa thành vạn thần côn một khi thần côn nhập vào cơ thể loại lực lượng kia có thể di chuyển một tòa đại lục trung nguyên tê cả da đầu di chuyển một tòa đại lục đó là cái lực lượng kinh khủng gì a à? khó trách sư phụ thương uyên sau khi thất tung si tinh sư tỷ cũng có chút áp chế không nổi thiên linh tông lão gia hỏa này đơn giản là có sức chiến đấu bạo tạc a trong lòng cảm thán chu nguyên lại nhìn cột đá bên cạnh huyền côn nơi đó có một đạo bóng hình xinh đẹp thon dài da hồng mắt đẹp tóc ngán theo gió đung đưa tư thế hiên ngang có kiểu hấp dẫn riêng biệt làm vô số nữ tử trẻ tuổi trong mắt lóe ra tinh quang sùng bái không gì sánh được dĩ nhiên chính là si tinh ngũ đại nguyên lão hôm nay còn tới hai vị đội hình này phải nói là quá đỉnh rồi mà giữa âm thanh vạn chúng cung nghênh si tinh cùng huyền côn tông chủ nhẹ nhàng gật đầu sau đó thanh âm thanh tịnh của si tinh vang lên không cần đa lễ trong mắt của nàng nhìn về phía phong các sau đó ánh mắt lướt qua chu nguyên nói hôm nay phong các mở ra các chủ chi tranh bỏ trống nhiều năm mong các người tòa lực hành động chớ có khiến người ta thất vọng tất cả đệ tử phong các đều cung kính xác nhận si tinh tay áo vung lên thiên địa nguyên khí tụ lại ở sau lưng nàng cùng huyền côn tông chủ tạo thành bảo tọa nàng chìa tay ra cười nhạt nói không nghĩ yển côn tông chủ sẽ để bụng các chủ chi tranh phong cách như vậy còn tự mình đến đây huyền côn tông chủ ngồi xuống bảo tọa chậm rãi nói trong lúc rảnh rỗi đến xem bọn tiểu bối này cũng là một chuyện vui si tinh nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng lão gia hỏa lần này đến đây chỉ sợ lo lắng nàng một khi thua sẽ kiếm cấu phủ nhận các chủ chi tranh hôm nay dù sao thiên linh tông này ngấp nghé phong cách cũng không phải một ngày hai ngày lúc trước sư phụ vẫn còn ở đây huyền côn tông chủ cũng không có nhiệt tâm như vậy à si tinh nói huyền côn tông chủ cười nói thương uyên đại tôn ở đây đủ để hoành hành đương thời mọi loại sự vụ đều là hắn trưởng khống làm gì cần lão phu nhiều tay nhiều chân bây giờ đại tôn rời đi vì không để thiên uyên vực rơi vào sai lầm lão phu cũng chỉ có thể xen vào việc của người khác không phải vậy vạn nhất ngày nào đại tôn trở về lão phu cũng khó lòng bàn giao nói đến chỗ này hắn đột nhiên đình trệ nói không biết si tinh nguyên lão gần đây có đạt được tin tức gì của đại tôn si tinh thần sắc không nổi trước gợn sóng nói lão nhân gia vốn xuất quỷ nhập thần lúc nên trở về tự nhiên sẽ trở về. Huyền Côn cười cười, không tiếp tục nhiều lời, một đôi mắt như vực sâu kia, khiến cho người khác nhìn không ra trước suy nghĩ trong lòng nào. Mà lúc này, sau khi si tinh cùng Huyền Côn tông chủ hai vị cự đầu trình diện, các chủ chi tranh phong các được vạn chúng chú mục chính thức mở màn. Vô số ánh mắt lúc này hội tụ hướng về phía Trần Bắc Phong cùng Diệp Băng Lăng, mà về phần Chu Nguyên, tuy nói là phó các chủ, nhưng trong lúc nhất thời lại rất ít người để ý, nói chung là không cảm thấy các chủ chi tranh hôm nay cùng Chu Nguyên sẽ có quan hệ lớn lao gì. Trần Bắc Phong hưởng thụ loại cảm giác được chú ý kia, chợt hắn quay đầu, hướng về phía Trung Nguyên cùng Diệp Băng Lăng lộ ra một nụ cười lạnh, bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Dưới chân cột đá băng liệt mở tầng tầng vết dạn, mà thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn ra, trùng điệp rơi vào hồ nước trung ương trôi nổi trên quảng trường đá xanh kia, lực lượng hung hãn làm cho mặt hồ đều tách ra muôn vàn gợn sóng. Phong các phó các chủ, Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong hét to như sấm, ánh mắt như đao khóa chặt hướng Diệp Băng Lăng, nói: "Ở đây xin chỉ giáo." diệp băng lăng gương mặt xinh đẹp nhưng băng hàn thân thể mềm mại cũng cực nhanh bắn ra rơi vào quảng trường đá xanh thanh âm lạnh lẽo phong các phó các chủ diệp băng lăng khi hai người này xuất hiện ở mặt hồ trên quảng trường trong thiên địa này bầu không khí lập tức trở nên nóng bỏng vô số đạo ánh mắt có chút hăng hái hội tụ trên thân hai người bởi vì khắp nơi mọi người đều cảm thấy hôm nay trận các chủ chi tranh chủ yếu nhìn trận chiến hai người này tại cách đó không xa có một nhóm lớn nhân ảnh hội tụ bọn hắn là người thuộc về lâm các nói theo một ý nghĩa nào đó lâm các cùng phong các quan hệ gần gũi hơn một chút bởi vì si tinh cùng một tộc cũng xem như một loại liên minh nào đó từ đó chống lại thiên linh tông huyền tinh tộc bạch tộc mà lúc này đứng đầu tiên trong đám người lâm các là mấy đạo thân ảnh cũng đang nhìn chằm chằm trần bắc phong cùng diệp băng lăng lão đại ngươi nói xem vị trí các chủ sẽ rơi vào tay ai à nếu như là trần bắc phong mà nói vậy đối với si tinh đại nhân chẳng phải rất không ổn một tên nam tử thân thể to lớn tiếng như sấm rền vừa nói chuyện nước bọt vừa bắn tung tóe như hoa tuyết phấp phới Trước mặt nam tử Khôi Ngô là một tên thanh niên khuôn mặt thanh tú, thanh niên thân thể thẳng tắp, một thân áo xanh không dính bụi trần, cả người lộ ra một cảm giác sạch sẽ khó nói thành lời. Mà lúc này, thanh niên nhìn nam tử Khôi Ngô đang nói chuyện, nhìn vào nước đọng trên quần áo mình, khóe mắt có chút giật giật, sau đó cố nén xúc động muốn tại chỗ thay quần áo, lộ ra dáng tươi cười ôn hòa mà nói: "Man tử, ta nghe được lời ngươi nói cho nên ngươi không cần gần ta như vậy." "A" à, chẳng qua nếu phòng các các chủ là Trần Bắc Phong vậy sau này lâm các chúng ta chẳng phải sẽ đối mặt ba nhà rồi chúng ta sợ là đánh không lại a à? nam tử khôi ngô được xưng là man tử kia gật gật đầu đang nói chuyện lại có thêm mấy giọt bọt nước bắn tung tóe đến bờ vai thanh niên thanh niên toàn thân lắc một cái nam tử khôi ngô kia cuối cùng cũng phát hiện lúc này lộ ra nụ cười thật thà nói không có ý tứ a à, lão đại ta giúp ngươi lau hắn vội vàng duỗi ra bàn tay to lớn đen xì muốn lau bờ vai thanh niên nhìn qua bàn tay màu đen tới gần thanh niên thanh tú trên trán gân xanh đẩy lên một cái rốt cục nhịn không được nữa một cước nhanh như ánh chớp phung ra trước khi hắc thủ rơi xuống trực tiếp một cước đập nam tử khôi ngô xuống hồ nước người là tên hỗn đàn đã nói với ngươi một vạn lần nói chuyện thì cứ nói nhưng đừng nhiều nước miếng vào ta ngươi muốn làm ta tức chết sau đó kế thừa vị trí các chủ có phải hay không thanh niên lửa giận ngập trời nói chung quanh đông đảo thàn viên lâm các thế thế đều phải nín cười không dám hiển lộ bởi vì thanh niên trước mắt đúng là các chủ lâm các bọn họ mục liễu tại bên cạnh mộc liễu là một thiêu nữ mặc váy dài xanh nhạt thì đã không thể che giấu cười khúc khích nàng dung mạo thanh mỹ phòng âu tinh tế như cảnh liễu khí chất thanh nhã nàng tên là mộc thanh yên chính là nhân vật số hai lâm các nam tử khôi ngô lúc trước bị thanh niên một cước đá xuống là nhân vật số ba lâm các tên là tưởng man tất cả mọi người lâm các đều biết vì các chủ này ngày bình thường phong khinh vân đạm cho dù là đối mặt với hỏa các lữ tiêu hắn cũng không sợ chút nào nhưng duy nhất thiếu hụt chính là bệnh thích sạch sẽ siêu cấp không thể chịu đựng trên người có địa phương nào với bẩn một khi chọc điểm này tu dưỡng xưa nay cực tốt liền trực tiếp phá công giơ chân mắng to tự như đàn bà tranh chua một thanh yên nhìn qua kẻ dưới hồ tiến lên cầm khăn hung hăng lau quần áo mộc liễu cười nói vậy ngươi cảm thấy bọn hắn ai có thể thắng mộc liễu sau khi quần áo được dọn dẹp thần sắc lại lần nữa khôi phục thong dong thanh đạm như bình thường ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua trần bắc phong cùng diệp băng lăng sau một lúc lâu lại hơi nhíu mày ánh mắt chậm rãi chuyển hướng phong các chỗ trung nguyên hắn trầm ngâm một chút nói tại sao ta cảm giác ra hỏa kia có chút nguy hiểm à? Một thanh yên liền giật mình, đôi mắt đẹp cũng là chuyển hướng chu nguyên, có chút nghiền ngẫm nói, là phó các chủ phong các mới tới, thần phủ cảnh trung kỳ, người xác định lần này cảm giác không có sai lầm. Nàng biết mục liễu bởi vì một ít duyên cớ, đối với khí tức nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nhưng lần này thật không làm sao. Mục liễu chứng chạc đàng hoàng mà nói, tên kia mặc dù nhìn qua ôn hòa như con thỏ, cả người vô hại, nhưng toàn thân tản ra âm hiểm, khẳng định ít lần chơi trò già hào ăn thịt hổ, loại người này, cực kỳ xào trá, không thể lấy mặt ngoài để cân nhắc. Trần Hán lại nhún nhún vai, nói, cảm giác nói cho ta biết như thế, về phần có phạm sai lầm vậy liền không biết được rồi. Dù sao cứ nhìn xem đi, nếu như ta cảm giác không có sai lầm mà nói, hôm nay hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, bởi vì... Hắn nhìn qua trung tâm hồ nước trên quảng trường kia, rơi vào hai thân ảnh, khẽ thở dài một cái. Diệp băng lăng không phải là đối thủ của Trần Bắc Phong. Giữa hồ nước trôi nổi, hai bóng người dưới vô số ánh nhìn chăm chú đang rằng co. Trần Bắc Phong sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Băng Lăng, cười lạnh nói, "Diệp Băng Lăng, hôm nay các ngươi không còn cơ hội." Hai tay của hắn chậm rãi nắm lại, nguyên khí có màu vàng đậm từ trong cơ thể hắn ầm ầm phóng ra, nguyên khí xông thẳng lên trời, như hóa thành gió bão màu vàng, gào thét giữa không trung, có âm thanh chói tai truyền ra, khiến thần hồn nhiều người có chút dao động. Nguyên Tôn chê lơ, thất phẩm nguyên khí, mê thần hoàng phong khí. Đồng thời nguyên khí còn ở phía sau hắn tạo thành ba thần phủ quang hoàn, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, phu ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Trần Bắc Phong nguyên khí bay vọt, làm uy áp cường hoành từ nguyên khí tràn ra, dẫn tới không ít người ở đây trong mắt hơi ngưng lại, thất phẩm nguyên khí, thần phủ cảnh hậu kỳ, hạ cửu phủ. Bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh YouTube di các phim. Thường nhân có được một cái là có thể nắm giữ chút ưu thế trong cùng cấp độ, mà bây giờ ba cái cùng thuộc về một người, đủ để Trần Bắc Phong bước vào cấp bậc nhất lưu trong thần phủ cảnh, coi thường vô số thần phủ cảnh trong thiên hạ. Khi nguyên khí Trần Bắc Phong phun trào, gào thét hình thành uy áp, gương mặt xinh đẹp của Diệp băng lang trở nên ngưng trọng, nguyên khí màu tuyết trắng từ trong cơ thể nàng bắn ra ở trên đỉnh đầu nàng tạo thành tầng tầng mây lạnh như sóng biển, khiến nhiệt độ thiên địa cũng phải hạ xuống một bậc. thất phẩm nguyên khí, hải minh hàn khí, ba đạo thần phủ quang hoàn toàn ra ánh sáng chín màu nhàn nhạt, nhạt ngưng tụ phía sau nàng. bất luận từ góc độ nào đi nữa, Diệp băng lang tựa hồ cũng không yếu hơn Trần Bắc Phong trước nào. ánh mắt hai người đụng chạm nhau trong không khí hình như có tia lửa bắn tung tóe. ông, Trần Bắc Phong khóe miệng cười lạnh, xuất thủ trước tiên chỉ thấy hắn liên tục cầy mười ngón tay hư không lập tức dập dờn rung động ngợn sóng trên bầu trời nghìn vạn đạo phong nhận màu vàng thành hình lập tức xé rách hư không phô thiên cái điện lao tới chỗ diệp băng lăng mây lạnh tầng tầng trên đầu diệp băng lăng do nguyên khí biến thành kia cũng bắt đầu nhúc nhích đột nhiên phun ra vô số bông tuyết mỗi một hạt bông tuyết đều ngưng tụ cực hàn chi khí cùng ngàn vạn lưỡi chém hung hăng va chạm Âm, um, âm, um. hai cỗ nguyên khí cường hãn đụng nhau lập tức bộc phát ra tiếng vang trầm thấp làm cho không trung không ngừng chấn động mà phong nhận cùng bông tuyết vẫn liên tục ăn mòn lẫn nhau bạch khi phong nhận cùng bông tuyết vẫn đang kịch liệt đánh giết thân ảnh trần bắc phong lại hóa thành một đạo tàn ảnh mãnh liệt bán tới tay hắn vung lên nguyên khí điên cuồng tụ lại biến thành một thanh phong nhận khổng lồ màu vàng đậm trên người nó quấn đầy gió lốc xoay tròn cực nhanh những nơi nó đi qua ngay cả không gian cũng bị cắt đứt trần bắc phong tựa như như quỷ mỹ xuất hiện ở phía trên diệp băng lăng trực tiếp cùng hăng đánh xuống mê thần đại phong nhận đạo phong nhận kia chém xuống phát ra sóng âm bén nhọn sóng âm có khả năng quấy nhiễu thần hồn một khi chúng chiêu thần hồn trong thoáng chốc đưa ra sau đó sẽ bị phong nhận chém làm hai mảnh bất quá thân là đối thủ cũ của trần bắc phong diệp băng lăng lại cực kỳ hiểu rõ thủ đoạn của hắn nguyên khí trong cơ thể phun trào trực tiếp chặn lại sóng âm sau đó bàn chân ngọc đột nhiên giẫm một cái lên mặt đất lập tức ngàn vạn tiên nguyên khí phun trào một cái vách tường băng hàn do nguyên khí tạo thành phát ra tiếng ẩm vang xuất hiện trước mặt nàng keng phong nhận to lớn chém lên vách tường hàn băng tạo thành tiếng va chạm chói tai sóng xung kích tàn phá bừa bãi trên tường băng lập tức có vô số vết nứt lan tràn cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ mãnh liệt bắn ra hư thân ảnh mảnh khảnh của diệp băng lăng lùi lại mũi chân dẫm trên mảnh vỡ trong bàn tay xuất hiện một thanh trường thương hàn băng trực tiếp đến thành tàn ảnh cuốn lấy nguyên khí hùng hồn lao thẳng tới phía trần bắc phong thương ảnh gào thét nguyên khí chiếu rọi vô số nguyên khí tinh thần lập lòe số lượng sợ là vượt qua ngàn vạn thanh thế như vậy không thể nói là không kinh người hư Trần Bắc Phong thấy thế hử lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt phong nhận to lớn, cũng vùng vẩy ra ngàn vạn quang mang sắc bén, nguyên khí điên cuồng gào thét, đồng thời chiếu rọi vô số nguyên khí tinh thần, không chút nào kém cỏi so với dựa Băng Lăng. Keng keng keng, giữa không trung, hai bóng người như quỷ mị không ngừng đan xen, ngắn ngủi mấy chục giây đã giao thủ mấy trăm hiệp, kịch liệt va chạm làm nổi lên tầng tầng gió lốc nguyên khí, làm vô số tiếng than thở sợ hãi vang lên. Trung Nguyên nhìn hai đạo thân ảnh giao phong giữa không trung, ánh mắt ngưng lại, từ cảm giác của hắn mà nói đội tình nguyên khí của diệp băng lăng cùng trần bắc phong chỉ sợ đều đạt đến cấp độ 13 triệu nguyên khí tinh thần chỉ là có vẻ trần bắc phong càng mạnh hơn một chút nhưng bất luận như thế nào so với hắn bây giờ mới có 11 triệu đích thật là mạnh hơn nhưng chỉ sợ trần bắc phong kia vẫn còn dấu lực đây chính là thực lực phó các chủ sao quả nhiên không phải những thống lĩnh kim đằng kia có thể so sánh a chu nguyên diệp sư tỷ có thể thắng không y thu thủy khẩn trương hỏi trung nguyên trầm ngâm một chút nói dùng mắt thường đánh giá thì không sai biệt nhiều nếu muốn phân cao thấp có khả năng phải nhìn xong phương ngưng nguyện phong linh văn đến trình độ nào y thu thủy trên gương mặt hiện vẻ vui mừng nói một tháng qua diệp sư tỷ được ngươi cung cấp phong mẫu văn bây giờ phong linh văn đã đạt tới bảy thành hoàn trình vậy nhất định mạnh hơn trần bắc phong phải biết si vãng một năm trước diệp băng lang cùng trần bắc phong cũng chỉ mới đem phong linh văn tăng lên tới năm thành hoàn trình nhưng hôm nay nàng lại dùng thời gian một tháng tăng lên hai thành loại tốc độ này hiển nhiên siêu việt trần bắc phong bất quá Chu Nguyên cũng không lạc quan như vậy, hắn chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng một tháng này đúng là tăng lên rất nhanh, nhưng hắn lại biết, Trần Bắc Phong không thể không có chuẩn bị nào. Lúc hai người đang nói chuyện, kịch chiến trong sân bỗng nhiên có biến hóa. Mu bàn tay Diệp Băng Lăng có ánh sáng trong xanh tỏa ra, một đạo phong linh văn có độ hoàn thành khá cao theo thời gian dần trôi nổi lên, hiển nhiên, nàng cũng minh bạch, nếu như không được lực lượng phong linh văn trợ giúp, nàng hôm nay không thể thắng được Trần Bắc Phong. Từ khi phong linh văn xuất hiện, Dung động nguyên khí từ trong cơ thể diệp băng lăng trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người liên tục tăng lên ngắn ngủi mấy hơi thở nội tình nguyên khí đã đến cấp bậc hơn 14 triệu mà diệp băng lăng biến hóa như vậy cũng đưa tới rất nhiều tiếng kinh hô của mọi người thượng phẩm thiên nguyên thuật thiên liên băng ngọc trường diệp băng lăng tốc độ bây giờ cũng tăng vọt lóe lên một cái tựa như thuấn di xuất hiện ở trước mặt trần bắc phong bàn tay đánh ra trong nháy mắt băng hàn nguyên khí tầng tầng lớp lớp hội tụ trực tiếp tạo thành một đạo trưởng ảnh khoảng trong triệu màu băng tuyết mà trong lòng bàn tay đó có quang văn hoa sen liên tục tản ra lực lượng huyền diệu lúc này diệp băng lăng dáng vẻ trang nghiêm bạch ngọc quang trưởng gào thét một trưởng lấy khí thế hung hăng chụp tới trần bắc phong một trưởng này có thể nói là ấp ủ hồi lâu thanh thế kinh người hàn khí ngập trời lao tới trần bắc phong nhìn diệp băng lăng dốc hết toàn lực đánh một trưởng khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị diệp băng lăng đây chính là lực lượng của ngươi sao phong linh văn ngưng tụ được bày thành thật đúng là không tệ bất quá Người thật sự cho rằng trước kia độ hoàn thành phong linh văn của ta cũng giống người chỉ có năm thành sao. Diệp băng lăng nghe được lời này, gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đổi, trong lòng có cảm xúc bất an dâng lên, nhưng trưởng phong lại càng thêm hung hãn. Trần Bắc Phong không thèm để ý băng hàn ngọc trưởng lao tới chút nào, nói, trước kia không muốn bại lộ, chỉ bởi vì một khi bại lộ, sợ rằng các chủ chi tranh phong các sẽ khó mà mở ra, bất quá bây giờ, lại không còn lo lắng này. Trên mu bàn tay của hắn, có thanh quang nổi lên. Cùng lúc đó, trong máu thịt cánh tay, vậy mà cũng xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu xanh những điểm sáng này nhanh chóng hội tụ chỗ mu bàn tay đạo quang văn không trọn vẹn bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng tỏ độ hoàn thành phong linh văn cấp tốc tăng lên năm thành sáu thành bảy thành trong trước mắt độ hoàn thành phong linh văn đã đuổi kịp bảy thành của diệp băng lăng nhưng làm người khiếp sợ nhất là còn không ngừng có điểm sáng tụ lại những điểm sáng kia đều là nguyên ngấn phong linh văn bất quá trước đây bị trần bắc phong lấy thủ đoạn nào đó phong ấn trong cơ thể theo càng ngày càng nhiều điểm sáng nguyên ngấn hội tụ Cuối cùng, trên mu bàn tay Trần Bắc Phong, độ hoàn thành Phong Linh Văn đã đạt đến tám thành, soạt. Giữa thiên địa, có vô số tiếng kinh hãi vang lên, ai cũng không nghĩ tới, Trần Bắc Phong vậy mà ẩn tàng sâu đến như vậy. Phong Linh Văn của hắn, vậy mà ngưng tụ được tám thành. Cùng lúc đó, nguyên khí trong cơ thể Trần Bắc Phong tràn ra, cũng bắt đầu ở giờ phút này cấp tốc tăng vọt. Nguyên khí sau lưng hắn chiếu dọi hư không, chết xạ vô số nguyên khí tinh thần, hơi nhìn thoáng qua, không ngờ đã đột phá tới số lượng khủng bố là 15 triệu hiển nhiên giờ này khắc này trần bắc phong rốt cục đem thực lực bản thân triệt để không giữ lại chút nào thể hiện ra ngoài mà khi 15 triệu nguyên khí tinh thần chiếu dọi hư không y thu thủy liễu tri huyền một đám người ủng hộ diệp băng lăng đều sắc mặt biến đến tái nhợt trái lại người ủng hộ trần bắc phong lại gieo hò thành tiếng càng nhiều là người phái trung lập đang thở dài trong lòng ông nguyên khí mênh mông bảng bạc tràn từ trong cơ thể trần bắc phong ra bên ngoài tựa như một luồng lốc xoáy khiến cho mặt hồ bốn phía nổi sóng mãnh liệt Số lượng tích lũy 15 triệu viên tinh thể nguyên khí kia khiến cho rất nhiều người không khỏi khiếp sợ. Ai cũng không ngờ tới Trần Bắc Phong ẩn giấu sâu như vậy, thậm chí là ngay ở trong hòa Các, thì trừ Lữ Tiêu ra thì các phó các chủ khác đều lộ ra vẻ mặt kinh dị. Phong linh văn của Trần Bắc Phong đã hoàn thành đến mức 8 phần 10, Vương Trần không khỏi kêu lên, phải biết, độ hoàn thành tới mức 8 phần là đã cực kỳ hiếm có, dù cho là ở hòa Các thì số người được như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là hắn thì cũng phải rất vất vả mới có thể đạt tới cấp độ này. Trong quá khứ Mỗi lần gặp Trần Bắc Phong, Vương Trần vẫn luôn mang theo tâm thái kiêu ngạo nhìn từ trên cao xuống, nhưng bây giờ hắn mới hiểu nếu hai bên thật sự chém giết thì chưa chắc là mình đã hơn được người ta. Hai các khác cũng bộc phát ra những tiếng ồn ào, hiển nhiên là cũng hết sức rung động khi Trần Bắc Phong bại lộ thực lực. Phía bên Lâm Các, Tưởng Ma lại bỏ ra từ hồ nước, một bên che miệng, một bên nói, cái tên Trần Bắc Phong này giấu sâu thật. Trên gương mặt xinh đẹp của Mộc Thanh Yên cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, khẽ thở dài, Diệp Băng Lăng phải thua rồi. Mộc Liễu nhún vai, nói, lúc trước ta đã nói rồi, hôm nay chắc chỉ có tên gia hỏa thích giả heo ăn thịt hổ kia là có thể tranh đua được với Trần Bắc Phong. Một thanh yên nghe vậy, vẫn mang theo vẻ hoài nghi, nếu người khác nói như vậy, vậy nàng chẳng thèm tin trước nào, nhưng nếu người nói là tên gia hỏa mục liễu này thì nàng cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Trên chỗ cao nhất, gương mặt xinh đẹp của si tinh vẫn hết sức bình thản, thản nhiên nói, chỉ là một tên thần phủ cảnh hậu kỳ mà lại có thể phong ấn nguyên ngấn bên trong cơ thể, hơn nữa cách thức phong ấn lại hoàn mỹ như vậy, đúng là rất thú vị tông chủ huyền côn vẫn cứ khép hờ hai mắt tựa như đang ngủ gật không hề nghe thấy lời châm chọc của si tinh si tinh tự lẩm bẩm nói xem ra cần phải hủy bỏ trận chiến tranh trước vị các chủ này rồi lúc này tông chủ huyền côn mới mở to mắt cười nói tiếc là si tinh nguyên lão còn hơi trẻ một chút chứ nếu có thêm kinh nghiệm một chút thì phong ấn ở trình độ kia đã là gì với ngài chỉ tiếc là việc đã đến nước này rồi không thể hủy bỏ được nữa bằng không thì không đúng quy tắc si tinh lạnh lùng nhìn lão già này một chút nói ngài cũng vui mừng quá sớm rồi đấy tông chủ huyền côn cười cười không nói nữa hai mắt lại khép hờ với cục diện bây giờ thì đã không cần thiết phải xem tiếp nữa ong ong long ma toàn trần bắc phong nhìn bàn tay nguyên khí đang giáng xuống từ trên trời kia đột nhiên hít sâu một hơi chỉ thấy nguyên khí thiên địa tràn vào cơ thể hắn theo một cái hít này thân thể trần bắc phong cũng bắt đầu phình to cuối cùng miệng hắn đột nhiên mở ra ô ô một cơn gió màu vàng đậm được thổi ra từ trong miệng trần bắc phong tựa như một con hoàng long đang gầm thét sưng đanh múa vuốt xoay tròn tựa như mũi khoan khiến cho ngay cả hư không đều bị xé rách mũi khoan hoàng long lao ra và đụng vào bàn tay nguyên khí đang bao phủ xuống kia xoen xoét cả hai va chạm âm thanh chói tay vang ra hư không chỗ xảy ra và đụng bị đánh rách tả tơi chỉ tiếc quá trình rằng có chỉ kéo dài mấy hơi thở thì bàn tay nguyên khí đã bắt đầu nứt toát ra từng vết rách dài gương mặt xinh đẹp của diệp băng lăng biến đổi oanh còn chưa đợi nàng tiếp thêm nguyên khí cho bàn tay mũi khoan hoàng long kia đã tăng tốc trực tiếp xoáy sâu xuyên thủng qua bàn tay nguyên khí giống mũi khoan phát ra tiếng giống tựa như long ngâm mũi nhọn vạn vẹo xuyên qua hư không trực tiếp xuất hiện ở trước mặt diệp băng lăng diệp băng lăng cắn răng nhanh chóng lùi lại trần bắc phong thấy thế trên mặt lại nổi lên một nụ cười mỉa mai ấn pháp biến đổi tốc độ mũi khoan tăng mạnh cuối cùng tựa như một con phong long cuồng bạo va đụng vào trên thân thể mềm mại của diệp băng lăng nguyên khí cuồng bạo xoay tròn tạo thành từng vòng sóng xung kích lan rộng ra phốc phốc thân thể bị đụng mạnh diệp băng lăng phun ra một ngụm máu tươi ba động nguyên khí quanh thân trở nên mờ nhạt thân thể mềm mại ngã xuống từ không trung. giờ này khắc này thắng bại đã định. xung quanh hồ cũng lập tức vang lên những tiếng kêu tức núi. một luồng nguyên khí màu vàng óng bay ra, đỡ lấy Diệp băng lăng, sau đó cuốn về nơi mấy người phong cách đang tụ tập. Diệp sư tỷ, tỷ không sao chứ? Y thu thủy nhanh chóng tiến lên, hỏi han ân cần. gương mặt xinh đẹp của Diệp băng lăng đã trắng bệch, ánh mắt hốt hoảng, hiển nhiên là còn chưa thể tỉnh táo lại khi bị Trần Bắc Phong đánh bại. Diệp sư tỷ, thua thì thua, không có việc gì. Y thu thủy an ủi bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim đôi mắt diệp băng lăng dần dần đỏ bừng nàng cúi đầu âm thanh khàn khàn xin lỗi khiến cho mọi người phải thất vọng rồi là do ta quá kém cỏi nàng đã cố gắng rất nhiều chuẩn bị rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn cứ thua mọi người xung quanh cũng trầm mặc lại bầu không khí trở nên cực kỳ đè nén ngay cả diệp băng lăng đều thua lấy ai đi cạnh tranh vị trí các chủ với trần bắc phong bây giờ trên không chỗ trung tâm hồ nước trần bắc phong đạp chân trên nguyên khí ánh mắt mỉa mai nhìn qua bên này thản nhiên nói nếu như diệp phó các chủ không thể tiếp tục chiến đấu thì hãy nhận thua đi diệp băng lăng nghiến chặt răng đẩy ra y thu thủy đi lên nói ta chưa thua ta còn có thể chiến đấu ánh mắt nàng tràn đầy quật cường nàng không thể thua bởi vì nàng hiểu nếu để trần bắc phong trở thành các chủ thì người bên mình sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào nàng cố gắng đi lên hai bước nhưng vết thương trong cơ thể khiến cho khóe môi nàng chảy ra một vệt máu tươi nguyên khí quanh thân cũng trở nên cực kỳ uể oải nhưng lúc này một bàn tay ở phía sau đặt lên bờ vai non mềm của diệp băng lăng cưỡng ép dừng lại nàng diệp băng lăng dãy ruộng một chút nhưng không thể thoát khỏi chỉ đành quay đầu sau đó liền nhìn thấy chu nguyên đang mỉm cười đứng sau lưng nàng diệp sư tỷ nhiệm vụ tìm ra lá bài ẩn của trần bắc phong của tỷ đã hoàn thành viên mãn chu nguyên cười nói diệp băng lăng cắn chặt môi hơn nữa danh tiếng của diệp sư tỷ đã lớn lắm rồi hay là lúc này nhường cho ta lên thể hiện kiếm chút thanh danh đi diệp băng lăng nghe vậy không khỏi buồn cười ra hỏa này coi nơi đây là sân khấu kỳ tà nếu như thực lực không đủ đi lên chỉ tổ chức lấy đau đớn vào thân kiếm trác thanh danh ở chỗ nào mọi người xung quanh cũng nhìn chu nguyên với vẻ lo lắng xem ra là hắn muốn lên trận nhưng ngay cả diệp băng lăng cũng không đánh lại trần bắc phong chu nguyên lên thì làm việc gì nhưng cũng nhờ câu nói đùa của chu nguyên nỗi tự trách trong lòng diệp băng lăng cũng vơi bớt một chút nàng nhìn chu nguyên cuối cùng hít sâu một hơi nói nếu như không đánh lại thì cứ việc nhận thua đừng cố quá dù cho trần bắc phong có trở thành các chủ thì cũng chỉ là có ưu thế hơn một chút mà thôi Trung Nguyên cười gật đầu, sau đó bước nhanh lên phía trước, vượt qua Diệp Băng Lăng. Thế là những người đứng xem ở xa cũng kinh ngạc dồn dập nhìn về phía Trung Nguyên. Trên không trung, Trần Bắc Phong thấy vậy, cười khẽ một tiếng, nói: "Hả, Trung Nguyên, ngươi định nhận nhiệm vụ lúc nguy nan, diễn một tuần kịch, một mình ngăn cơn sóng dữ à?" Nói tới đây, nét tươi cười dần thu lại, ánh mắt trở nên sắc bén đến cực điểm, nhưng đáng tiếc Ngươi phải hỏi xem ta có đồng ý cho ngươi diễn tuồng kịch này không đã. Oanh! thân ảnh trung nguyên phóng lên tận trời như một quả đạn pháo rơi vào hồ nước vô số ánh mắt lộ vẻ ngoài ý muốn từ bốn phương tám hướng nhìn lại cái đó là vị phó các chủ mới tới chu nguyên hắn làm vậy là dự định ra sân sao đến cả diệp băng lăng còn thua một thần phủ cảnh trung kỳ như hắn đi lên để làm gì quả thực là tự rước lấy nhục a à, xem ra không cam tâm thực lực chênh lệch như vậy không cam tâm thì có thể làm gì rất nhiều thanh âm xì xào bàn tán chung quanh hồ truyền ra, bất quá hiển nhiên cũng không bao nhiêu người xem trọng Trung Nguyên, dù sao Trung Nguyên tuy nói sáng chế ra phòng mẫu văn nên thanh danh vang dội trong bốn các, nhưng các chủ chiến tranh yêu cầu thực lực chân chính. Cho nên bọn hắn nghĩ, Trung Nguyên lúc này ra sân, chỉ vì nội tâm không cam lòng mà thôi. Nhưng không cam tâm thì có thể thay đổi điều gì. Hỏa các, Lữ Tiêu sắc mặt bình thản nhìn một màn này, sau đó quay sang bên cạnh nói với Hàn Uyên, quả nhiên không nhịn nổi. Hàn Uyên ngược lại có chút hăng hái, cười hiếp mắt nói, tiêu tử này gan cũng rất lớn à, ngay cả nhìn thấy thực lực thật sự của Trần Bắc Phong cũng dám trêu chọc. Lữ Tiêu nói, đó là bởi vì hắn biết hắn không thể không đứng ra, nếu không một khi Trần Bắc Phong trở thành các chủ phong các, về sau cuộc sống của hắn sẽ rất khó thở. Bất quá tuy hắn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ cường hoành, nghe nói hắn có được thần phủ biến dị, chất lượng nguyên khí không hề kém, nếu hắn bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ thì Trần Bắc Phong không phải là đối thủ của hắn. Thần phủ biến dị, Hàn Uyên lúc này mới cảm thấy có chút kinh ngạc, thần phủ biến dị dù sao cũng khá hiếm thấy vậy đúng là có chút ý tứ hàn uyên cười cười bất quá thần thái có vẻ hơi hững hờ hắn cùng nữ tiêu đều xem như cấp bậc đỉnh cao trong thần phủ cảnh ở thiên uyên vực ngay cả cỡ trần bắc phong cũng có tranh lệch không nhỏ với bọn hắn cho nên coi như trung nguyên có thần phủ biến dị nhưng vẫn như cũng không được hắn coi trọng nếu trung nguyên bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ có lẽ còn có thể kéo gần khoảng cách nhưng cái này phải đợi tới khi nào nói không chừng khi đó bọn hắn đều đã thành thiên dương cảnh việc tu luyện nguyên khí vốn là dùng thời gian bù đắp dù sao thật sự muốn bản thiên phú tài nguyên các thứ, bọn hắn chẳng lẽ sẽ yếu hơn Trung Nguyên hay sao? Hy vọng vị thần phủ biến dị này có thể kéo dài trận đấu một chút, nếu không thật quá không thú vị. Hàn Nguyên khóe miệng tươi cười nhưng ẩn giấu một tia ác ý, hắn cùng Trung Nguyên cũng không có ân oán gì, nhưng Trung Nguyên được si tinh coi trọng, đồng thời biểu hiện cũng khá chói mắt, làm sâu trong nội tâm của hắn cười lạnh. À, người kia thật sự ra sân. Lâm Các, một Thanh Yên nhìn thân ảnh Trung Nguyên, sau đó hơi kinh ngạc nói với Mộc Liễu. Tưởng man thân thể to lớn ồm ồm nói, chớ để Trần Bắc Phong kia một chiều đánh bại. Mục liễu lắc đầu, nói, gia hỏa này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn liếc qua Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên cách đó không xa, như cười như không nói. Lữ Tiêu, Hàn Uyên này tuy thực lực rất không tồi, bất quá nhãn lực quá kém, cũng không biết đợi chút nữa khi nhìn Chu Nguyên cho Trần Bắc Phong ăn hành thì sắc mặt sẽ đặc sắc ra sao. Nhìn hắn vẻ mặt chắc như đinh đóng cột, Mộc Thanh Yên cùng tưởng ma liếc nhau, đều ôm lòng bán tín bán nghi. Không nghĩ tới ngươi thật sự có dũng khí ra sân, trần bóc phong từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống hai cánh tay hắn ôm ngực ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm trung nguyên bất quá thấy trung nguyên ra sân trong lòng hắn không che giấu được mà mừng như điên bởi vì như vậy hắn liền có quang minh chính đại trả thù những thù thiệt trước đây trung nguyên nắm bàn tay lại sau đó buông ra ngược khí tùy ý nói cũng không phải đầm rồng hang hổ cần gì dụng khí ánh mắt âm lãnh của trần bóc phong lộ ra ý cười thản nhiên nói hy vọng ngươi một chút nữa vẫn có thể nghĩ như vậy hắn đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ ở trước mặt mọi người triệt triệt để để ngược đãi trung nguyên khiến kẻ này về sau ở phong cách không cách nào ngẩng đầu lên được ô ô nguyên khí màu vàng sẫm tràn ngập không gian phía sau lưng trần bắc phong cỗ uy áp vô thiên cái địa xuất hiện nguyên khí chiếu rọi hư không hiển lộ vô số nguyên khí tinh thần khoảng chừng 15 triệu một con số rất khủng bố đến đây thì triển hết bản sự của ngươi ra cho ta xem trần bắc phong vẻ mặt trà phúng trung nguyên cảm thụ uy áp nguyên khí ngập trời thần sắc không thay đổi một khắc sau thanh âm dao lòng thét dài từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra ngoài, nguyên khí màu vàng xanh phóng lên tận trời, tựa như thanh dao thăng thiên. Bàn tay hắn nắm một cái, một viên kiếm hoàn ngưng luyện xuất hiện. Đã ma kiếm hoàn thuật, trung nguyên không có nửa điểm khách khí, kiếm khí lăng lệ nghiền ép hư không, một cái chớp mắt tiếp theo, một đạo kiếm quang phá không mà ra, nhanh như sấm sét, trực tiếp chạm về phía Trần Bắc Phong. Nhưng mà, đối mặt với một kiếm trung nguyên xuất ra, Trần Bắc Phong hai tay ôm ngực, mũi chân nhảy lên cách mặt đất mấy trượng, khuôn mặt không có chất lượng sóng nào. Khi kiếm hoàn biến thành kiếm quang còn mấy chục trượng nữa là đâm trúng Trần Bắc Phong, thiên địa bỗng nổi lên cuồng phong rít gào, một thanh phong nhận màu vàng đậm trống rỗng ngưng tụ, sau đó cùng kiếm quang trùng điệp liều mạng. Keng! Tiếng kim loại vang lên, nhấc lên tầng tầng sóng gợn nguyên khí. Kiếm quang cùng phong nhận gần như đồng thời cuốn ngược quay về. Phong nhận xoay tròn quanh Trần Bắc Phong một vòng, sau đó tan mất. Hai người lần đầu tiên giao phong, được rất nhiều ánh mắt chăm chú, một chút âm thanh xôn xao vang lên, một kiếm này của chu nguyên kỳ thật cực kỳ hung hãn nhưng đáng tiếc nguyên khí trần bắc phong vượt qua hắn trọn vẹn 4 triệu dưới sự tranh lệch nguyên khí lớn như vậy cho dù trung nguyên thi triển thượng phẩm thiên nguyên thuật vẫn khó chiếm được ưu thế gì hàn uyên nhìn một màn này nói tuy thần phụ cảnh trung kỳ có thể đạt đến nội tình nguyên khí cỡ này xem như đã rất bất phàm bất quá chỉ vậy mà muốn đánh bại trần bắc phong còn kém xa hắn nhún nhún vai với lữ tiêu cười một tiếng xem ra vị trí các chủ phong các lần này cuối cùng sẽ rơi vào thiên linh tông các ngươi Lữ Tiêu thần sắc bình thản, không nổi một gợn sóng, hiển nhiên cũng không cảm thấy lời Hàn Uyên sai lầm chỗ nào. Mà phía Lâm Các, một thanh yên cũng nhíu đôi mi thanh tú, nhìn Mộc liễu nói, tựa hồ có chút yếu a. À. Tiếp tục xem chứ sao? Mộc liễu chậm rãi nói. Trong quảng trường, trên dưới 11 triệu nguyên khí. Trần Bắc Phong khẽ cười một tiếng, dường như có chút thất vọng nói, ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Nếu vậy ngươi chỉ sợ đến Diệp Băng Lăng cũng không bằng. Trung Nguyên tay áo vung lên, thu hồi kiếm hoàn bay ngược vào trong cơ thể, hắn tuyệt đối không để ý Trần Bắc Phong trào phúng, chiều vừa rồi chỉ vì muốn tham dò một chút 15 triệu nguyên khí tinh thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu thôi. Bất quá kết quả cũng hoàn toàn chính xác làm hắn hơi kinh ngạc, chiều đã ma kiếm hoàn thuật này vậy mà chưa làm được gì đã bị đối phương ngăn cản xong xuôi. Chênh lệch 4 triệu nguyên khí tinh thần, quả nhiên làn danh này đã coi như lớn lắm rồi. Đã như vậy, thì tăng thêm sức lực đi. Trung Nguyên thần sắc bình tĩnh, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, mu bàn tay của hắn hiện lên thanh quang nhàn nhạt, nhạt. Muốn thôi động phong linh văn sao? bất quá vẫn có người lắc đầu cảm thán chu nguyên tiến vào phong các mới gần hai tháng giỏi lắm là hoàn thành phong linh văn được năm thành a chỉ vậy thì hẳn không thể ảnh hưởng quá lớn tới đại cục ngươi thật sự dự định đông đến một chút tây mượn mượn một hồi sao trần bắc phong không nhịn được cười ra tiếng lấy chút độ hoàn thành phong linh văn của chu nguyên có thể tăng phúc bao nhiêu nguyên khí thanh quang trên mu bàn tay chu nguyên càng ngày càng sáng tỏ quanh thân hắn tựa hồ bắt đầu có tiếng gió rít gào nguyên khí thiên địa cũng mơ hồ có chút kịch liệt động tĩnh như thế rốt cục làm ánh mắt một số người trở nên kinh nghi bất định bởi vì đang có gì đó sai sai ở đây lúc nãy trần bắc phong diệp băng lăng thôi động phong linh văn cũng không có động tĩnh lớn như vậy vô số đạo ánh mắt hội tụ nhìn mu bàn tay chu nguyên chỉ thấy nơi đó sau khi thanh quang nồng đậm đến cực hạn rốt cục có một đạo nguyên văn cổ xưa chậm rãi nổi lên đạo nguyên văn kia hiện ra màu xanh mỗi một đạo đường cong đều cực kỳ viên mãn cũng không cảm thấy bất kỳ thiếu hụt nào người nào kinh nghiệm sâu sắc thì trực tiếp co rụt mắt lại trên khuôn mặt nổi lên vẻ kinh hãi phong linh văn hoàn trình âm thanh kinh sợ từ đâu đó đột ngột vang lên chung quanh hồ lữ tiêu hàn uyên sắc mặt đều đột nhiên biến đổi oanh sau một khắc nguyên khí trung nguyên đột nhiên tăng vọt khi thế liên tục tăng lên nguyên khí quét sạch chiếu dọi hư không có vô số tinh thần tô điểm hơn 14 triệu phong linh văn hoàn chỉnh tăng phúc cho trung nguyên gần 3 triệu nguyên khí tinh thần xung quanh hồ nước thanh âm xôn xao im bặt hoàn toàn im ắng vô số người mở to hai mắt đều lộ vẻ mặt khó có thể tin bao gồm cả Trần Bắc Phong, trên mặt vốn đầy vẻ trêu tức trào phúng, lúc này cũng đã hơi cứng ngắc. Trong bầu không khí ngập tràn yên tĩnh, Trung Nguyên cảm thụ thân thể nhẹ nhàng không gì sánh được, liền hài lòng cười một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Trần Bắc Phong. Hiện tại, đủ chưa? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.